dừng lại hắc thủy cung đại điện là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương lê băng nhạn thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm nhưng ở kim hồ sơn trường lão trong tai nghe tới lại tràn đầy uy hiếp ý tứ kim hồ sơn trường lão bước chân dừng lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía lê băng nhạn nói làm sao lê cung chủ chẳng lẽ còn muốn giết ta đừng nói là các ngươi hắc thủy cung liền xem như thiên hạ đạo minh nghị sự đường ta muốn đi thì đi muốn đi thì đi nói xong kim hồ sơn trường lão hất lên tay áo liền hướng bên ngoài đại điện đi đến. Mấy tên hắc thủy cung trưởng lão thấy thế, thân ảnh lóe lên, đã ngăn tại tên này Kim Hổ Sơn trưởng lão trước mặt. Kim Hổ Sơn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, thể nội linh lực cổ động, liền muốn xông vào ra ngoài. Đúng lúc này, Lê Băng Nhạn kiều diễm dễ nghe thở dài một tiếng truyền vào trong tai mọi người. Ai? Tính toán, để vị này Kim Hổ Sơn trưởng lão rời đi đi. Lúc đầu ta còn muốn đem chuyện tốt này chia sẻ cho lục đại phái nếu kim hổ sơn trường lão không muốn biết vậy thì do hắn đi thôi nghe được lê băng nhạn phân phó ngăn ở kim hổ sơn trường lão trước mặt mấy tên hắc thủy cung trường lão nhao nhao nhường đường ra trước đó không để cho tên này kim hổ sơn trường lão thời điểm ra đi hắn hết lần này tới lần khác muốn đi nhưng hôm nay lê băng nhạn để hắn rời đi hắn như lại đứng ở nơi đó bất động tên này kim hổ sơn trường lão trầm ngâm một lát bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói hừ ta cũng phải nghe một chút ngươi có cái gì tốt nói nói xong tên này kim hổ sơn trường lão lại lần nữa về tới trên chỗ ngồi của hắn lê băng nhạn cười nhạt một tiếng không hề nói gì các loại tất cả mọi người đều ngồi ánh mắt tất cả đều tụ tập ở trên người nàng thời điểm lê băng nhạn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói chư vị lục đại phái các trường lão trong các ngươi có thể có chút người nhận biết ta có ít người không biết ta ta tự giới thiệu mình một chút a à, hắc thủy cung tân nhiệm cung chủ lê băng nhạn lê băng nhạn chậm rãi đứng dậy ánh mắt tại một đám trưởng lão trên người vừa đi vừa về liếc nhìn. Nhận biết ta khẳng định biết nửa tháng trước đó, ta bất quá vẫn là một cái tham gia chân long huyễn cảnh lịch luyện kim đan cảnh đệ tử. Có thể vẻn vẹn qua nửa tháng, ta liền có địch nổi hóa thần cảnh thực lực, chư vị trưởng lão các ngươi có biết vì sao? Ở đây một đám lục đại phái các trưởng lão tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh trung kỳ thực lực. Vừa mới lê băng nhạn phát tán đi ra linh lực uy áp chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung bọn hắn không chút nghi ngờ lê băng nhạn có đánh bại thực lực của bọn hắn nhưng muốn nói lê băng nhạn ngắn ngủi nửa tháng từ kim đan cảnh tấn thăng đến hóa thần cảnh vậy bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tin trên thế giới này căn bản cũng không khả năng có loại sự tình này phát sinh nếu không có khả năng lê băng nhạn vì cái gì lại có mãnh liệt như vậy linh lực bọn hắn thực sự không nghĩ ra tiêu diêu cung một tên trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi chắc hẳn lê cung chủ là tại chân long huyễn cảnh được kỳ ngộ gì còn xin Lê Cung Chủ cũng đừng có thừa nước đục thả câu, có chuyện nói thẳng. Lê Băng Nhạn cười nói, không sai, ta đúng là tại chân long huyễn cảnh được một chút cơ duyên. Cũng chính là bởi vì cơ duyên này, ta mới có thể một bước lên trời. Ở đây lục đại phái các trưởng lão nghe nói như thế nhao nhao tinh thần tỉnh táo. Rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể làm cho một cái kim đan tiểu bối nhảy lên trở thành hóa thần cao thủ. Bọn hắn chưa từng có nghe qua trên đời này còn có loại bảo bối này không chỉ lục đại phái các trưởng lão tập trung tinh thần nghe lê băng nhạn lời kế tiếp liền ngay cả hắc thủy cung các trưởng lão cũng không nhịn được vểnh tai cẩn thận lắng nghe bọn hắn cũng phi thường tò mò lê băng nhạn đến cùng là được cơ duyên gì có thể để thực lực đột nhiên tăng mạnh đến loại tình trạng này lê băng nhạn không có sâu đám người khẩu vị mà là nói tiếp mặc dù ta phải một chút cơ duyên nhưng cuối cùng những cơ duyên kia tất cả đều bị một cái linh kiếm phái đệ tử đoạt đi ta vớt đến chỗ tốt không kịp linh kiếm kia phái đệ tử cướp đi một phần mười lê băng nhạn lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao đám người nhao nhao trâu đầu ghé tai si xào bàn tán nếu như lê băng nhạn nói tất cả đều là thật linh kiếm phái chẳng phải là lập tức muốn thêm mười hóa thần cao thủ kim hồ sơn người trưởng lão kia bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói lê cung chủ ngươi những lời này cũng liền lừa gạt một chút những cái kia lông còn chưa mọc đủ hoàng khẩu tiểu nhi muốn gạt chúng ta ngươi không khỏi đem chúng ta nghĩ quá ngu đi trên đời này muốn thật có loại kia để cho người ta một bước lên trời thiên tài địa bảo, cái kia hóa thần cảnh cao thủ chẳng phải là đầy đường. Muốn để cho chúng ta tin tưởng, ngươi đến nói là đi ra ngươi tại chân long trong huyễn cảnh đạt được cái gì. Mặt khác lục đại phái trưởng lão nhao nhao gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy à, trên đời này nào có loại đồ tốt kia. Lê Cung Chủ, còn xin nói cho rõ ràng chút, là cái gì để ngài thực lực tăng nhiều. Lê Cung Chủ sẽ không phải không muốn nói cho chúng ta biết đi. Đám người nhao nhao mở miệng, hắc thủy cung đại điện lập tức phảng phất biến thành một cái chợ bán thức ăn lê băng nhạn lẳng lặng nhìn đám người châu đầu ghé tai châm chọc khiêu khích nàng bỗng nhiên không nói thêm gì nữa một lần nữa ngồi về hắc thủy cung cung chủ trên chỗ ngồi lục đại phái các trưởng lão nói thầm một trận phát hiện lê băng nhạn không để ý tới bọn hắn một chút xíu lại trở nên an tĩnh lại rất nhanh hắc thủy cung đại điện lại khôi phục bình tĩnh lê băng nhạn thấy mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn mình lúc này mới lên tiếng nói ta biết mọi người khả năng không tin lời nói của ta nhưng là các ngươi làm sao không suy nghĩ sư tôn ta cũng chính là hắc thủy cung tiền nhiệm cung chủ vì sao bốc lên đông thần châu lại nổi lên đao binh phong hiểm xông vào linh kiếm phái còn không phải bởi vì đoạt lại ta tại chân long trong huyễn cảnh bị cướp đi cơ duyên chỉ tiếc sư tôn ta bị linh kiếm phái độc thủ chẳng những không có đoạt lại cơ duyên của ta ngược lại mất mạng kim hồ sơn trường lão khẽ cau mày nói nói nhiều như vậy vô dụng làm gì ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi tại chân long trong huyễn cảnh đến tụ cùng được cái gì? Bị linh kiếm phái đệ tử cướp đi cái gì? Lê Băng nhạn cười nhạt, nói, ta phải cái gì chư vị không cần biết. Nhưng ta có thể nói cho chư vị, ta bị cướp đi cái gì? Lê Băng nhạn ngừng nói ánh mắt quét về phía đám người. Nàng cảm giác được rõ ràng, lục đại phái trưởng lão trong ánh mắt đều tản ra từng tia tham lam. Hô hấp của bọn hắn cũng đều trở nên có chút gấp rút. Lê Băng nhạn gần từng chữ, tên kia linh kiếm phái đệ tử cướp đi ta tại chân long huyễn cảnh phát hiện cả một đầu thanh long còn có bảy viên hoàn chỉnh trứng rồng lê băng nhạn lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao cả một đầu thanh long bảy viên trứng rồng loại vật này bọn hắn đừng nói thấy qua đơn giản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nếu quả thật có loại vật này lê băng nhạn từ kim đan cảnh tăng lên trí hóa thần có lẽ cũng không phải không có khả năng kim hồ sơn trường lão lập tức nói lê cung chủ chuyện này là thật lê băng nhạn nghiêm mặt nói thiên chân vạn xác ta sở dĩ đem tin tức này nói cho mọi người đến một lần muốn mượn nhờ mọi người lực lượng thay ta sư tôn báo thủ thứ hai ta muốn để cái kia cướp đồ vật của ta linh kiếm phái đệ tử biết những cơ duyên kia coi như ta không lấy được cũng rơi không đến trong tay hắn kim hồ sơn trường lão cười ha ha một tiếng nói thì ra là thế ta liền nói trước đó giang cung chủ vì cái gì không kịp chờ đợi lĩnh người đi tìm linh kiếm phái phiền phức nguyên lai là muốn cõng ta bọn họ vớt chỗ tốt kết quả chỗ tốt không có mò được, ngược lại nộp mạng, đây chính là ăn một mình hạ tràng. Ha ha! Kim hồ Sơn Trường Lão đêm nay ném đi mặt mũi, nghe xong Lê Băng Nhạn giảng thuật đằng sau, nhịn không được mở miệng mỉa mai. Một đám hắc thủy cung các trưởng lão cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này mới biết nguyên lai Giang Hồng Liệt tiến công linh kiếm phái còn có tầng này thuyết pháp. Nghe được Kim hồ Sơn Trường Lão vũ nhục Giang Hồng Liệt, lập tức có người quát, im ngay, dám đối với lão cung chủ bất kính. Tên trưởng lão này đang muốn tiến lên động thủ, lại nghe Lê Bằng Nhạn nói sư tôn ta xác thực không nên một mình tiến đến linh kiếm phái. Cho nên ta đem bí mật này đem ra công khai, xin mời chư vị cùng một chỗ hiệp trợ chúng ta hắc thủy cung, báo thủ linh kiếm phái. Phàm là linh kiếm phái sở đến, chúng ta hắc thủy cung một mực không lấy. Ta chỉ vì giúp ta sư tôn báo thủ, thuận tiện giết cái kia cướp ta cơ duyên linh kiếm phái đệ tử. Lục đại phái một đám trưởng lão không đợi kịp phản ứng, bàn long tự trưởng lão đã chắp tay trước ngực mở miệng nói là giang lão cung chủ báo thù chúng ta bàn long tự nghĩa bất dung tử các phái khác trưởng lão có ngốc cũng biết lúc này không gia nhập về sau liền rốt cuộc không dùng lấy cớ đối với linh kiếm phái động thủ cả một đầu rồng cùng bảy viên trứng rồng ai không muốn muốn linh kiếm cử đi không vong trần chân nhân khẽ cao mày nhìn qua trước mắt một bộ đồ đen lê băng nhạn nàng đầu kia màu đỏ tóc đặc biệt chói mắt tại vong trần chân nhân nhìn soi mói Lê Băng Nhạn Ti không sợ chút nào, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng Vong Trần Chân Nhân. Vong Trần Chân Nhân bỗng nhiên hướng về phía Lê Băng Nhạn chắp tay nói: "Chúc mừng, chúc mừng." Lê Băng Nhạn bì cười lại không cười nói: "Vong Trần trưởng môn, ta gì vui chi có?" Vong Trần Chân Nhân nói Lê cô nương tuổi còn trẻ cũng đã ngồi lên Hắc Thủy cung cung chủ vị trí, chẳng lẽ không phải một kiện việc vui. Lê Băng Nhạn hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn các ngươi linh kiếm phái phải không?" cảm ơn các ngươi giết ta sư tôn để cho ta ngồi lên hắc thủy cung vị trí cung chủ vong trần chân nhân nói rằng lão cung chủ hưng vô danh chi sư phạm ta linh kiếm phái rơi vào kết quả thân tử đạo tiêu đây là thiên ý nếu muốn truy cứu tới lê cung chủ cũng nên cho chúng ta linh kiếm phái một cái thuyết pháp mới là các ngươi hắc thủy cung vì sao vô cớ xâm phạm ta linh kiếm phái lúc trước thất đại phái cùng bàn bạc không xâm phạm lẫn nhau quy củ chẳng lẽ hắc thủy cung quên phải không coi như hắc thủy cung quên chư vị chẳng lẽ cũng đều quên vong trần chân nhân nói chuyện đồng thời ánh mắt quét về đứng tại lê băng nhạn bên người lục đại phái bên trong các đại nhân vật những người này cũng có chức nam tử mặc kim bào, kim hổ sơn phó trưởng môn kim đầu thắng có thánh hỏa tông tông chủ thân ca ca dư hoài nhân có bàn long tự chính bản thân đường chủ cầm phổ minh đại sư còn có tiêu diêu cung nhị cung chủ khương bạn nguyệt trừ thiên tông không có người đến bên ngoài các phái khác ngược lại là tất cả đều tới đại nhân vật mấy người này chẳng những thân phận tôn quý tu vi cũng đều đạt đến hóa thần cảnh. Thật muốn động thủ, chỉ dựa vào vong trần chân nhân một người, tuyệt đối không phải những người này đối thủ. Nghe được vong trần chân nhân chất vấn, Kim Hồ Sơn phó trưởng môn kim đấu thắng cáp cáp cười nói, vong trần trưởng môn, mộc tĩnh chân loại này nha đầu ngốc hỏi ra loại những lời này ta ngược lại không kỳ quái. Có thể lời này từ trong miệng ngươi nói ra có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi. Tĩnh chân sư thái tức giận nói, họ kim, ngươi nói cái gì? Sư huynh của ta nói chẳng lẽ có sai sao? Lúc trước thất đại phái cộng đồng quyết định quy củ, mọi người không xâm phạm lẫn nhau, ai muốn trái với quy củ, người trong thiên hạ chung kích trì. Bọn hắn hắc thủy cung giang hồng liệt vô cớ dẫn người xâm phạm chúng ta linh kiếm phái. Các ngươi không thay chúng ta linh kiếm phái tìm hắc thủy cung muốn thuyết pháp, ngược lại liên cùng hắc thủy cung đến chúng ta linh kiếm phái. Các ngươi còn có hay không đem lúc trước quyết định quy củ để vào mắt. Kim đấu thắng mỉm cười nhìn về phía tĩnh chân sư thái nói các ngươi linh kiếm phái giết hắc thủy cung giang cung chủ, chúng ta đây không phải đến chung kích chi sao. Ha ha ha. Kim đấu thắng sau khi nói xong đắc ý cười to. Tĩnh chân sư thái bị hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tức giận mắng. Ngươi, các ngươi vô sỉ. Sư huynh, ngươi có nghe hay không? Bọn hắn căn bản cũng không giảng đạo lý, chúng ta còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì. Liều mạng với bọn hắn. Vong trần chân nhân khẽ vươn tay ra hiệu tĩnh chân sư thái an tâm chớ vội. Hắn thay đổi trước đó khiêm tốn bộ dáng, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Nếu là cẩn thận quan sát, Liên sẽ phát hiện vong Trần chân nhân trong con mắt có lôi điện lấp lóe. Ánh mắt của hắn cũng giống như lôi đình bình thường quét mắt lục đại phái tới mấy vị này hóa thần cao thủ. Vong Trần chân nhân trầm giọng nói, nói như vậy, mấy vị là đến diệt ta linh kiếm phái. Lục đại phái tới cái này bốn tên hóa thần cao thủ chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình xuất hiện ở trong lòng. Mấy người trong lòng không khỏi thất kinh. Vong Trần không hổ là đông thần châu ngàn năm khó gặp thiên tài tu luyện. Mọi người cùng là hóa thần cảnh. Hắn vậy mà có thể cho chính mình mang đến áp lực lớn như vậy. Nhưng vong Trần thật khi liều mạng, quả thật có chút khó đối phó. Bốn người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia xảo trá. Mấy người trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như động thủ, hợp mấy người bọn họ chi lực, coi như vong Trần tu là thông thiên, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Coi như sợ những người khác không có ý tốt, muốn mượn vong Trần chi thủ diệt trừ chính mình, vậy liền không xong hạt giống của sự nghi ngờ tại mấy người trong lòng mọc dễ nảy mầm. Bà Long tự chính bản thân đường chủ cầm phổ minh đại sư miệng tuyên Phật hiệu tiến lên một bước nói A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi, chúng ta cũng không là giết chóc mà đến. Chỉ cần vong trần trưởng môn đem chúng ta môn nhân đệ tử trả lại, mặt khác lại giao ra một người đến, linh kiếm phái cùng hắc thủy cung ân oán, chúng ta đồng ý giúp đỡ từ đó điều giải. Vong trần chân nhân còn chưa nói chuyện, Lê Băng Nhạn bỗng nhiên nói, phổ minh đại sư cớ gì nói ra lời ấy giết sư mối thủ không đội trời chung chúng ta hắc thủy cung đã đối với linh kiếm phái tuyên bố báo thủ làm cho tuyệt không điều giải khả năng vong trần chân nhân khẽ nhíu mày đang muốn nói chuyện lại nghe phổ minh đại sư nói oan oan tương báo khi nào lê cung chủ cừu hận vĩnh viễn không có khả năng hóa giải cừu hận có thể hóa giải cừu hận chỉ có từ bi a di đà phật nếu là vong trần trưởng môn chịu đem người giao ra chúng ta cũng nên cho hắn một cái sửa đổi cơ hội lê băng nhạn cố nén lửa giận trong lòng âm thanh lạnh lùng nói chư vị ta nhìn không cần cùng bọn hắn nhiều lời động thủ đi chỉ cần giết sạch linh kiếm phái người chẳng những các ngươi có thể được đến các ngươi muốn linh kiếm phái nhiều năm chân tàng cũng tất cả đều về các ngươi kim hồ sơn phó trưởng môn kim đấu thắng nhãn châu nhất truyền chợt cười to hai tiếng nói lê cung chủ trẻ tuổi nóng tính hỏa khí chính là lớn ta cảm thấy phổ minh đại sư lời nói nói có chút đạo lý chúng ta hẳn là cho linh kiếm phái một cái cơ hội vong trần trưởng môn ngươi là muốn đem người giao ra đâu hay là muốn theo chúng ta mấy cái động thủ lê băng nhạn chừng to mắt có chút khó tin nhìn xem kim đấu thắng nói ngươi các ngươi thánh hỏa tông tông chủ thân ca ca dư hoài nhân lúc này cũng cười nói lê cung chủ hay là tuổi còn rất trẻ phàm là có thể thông qua đàm phán giải quyết vấn đề hay là không nên đánh đánh giết giết tốt tiêu diêu cung nhị cung chủ khương bạn nguyệt phụ hòa vong trần trưởng môn chúng ta đều là ôm thay các ngươi linh kiếm phái cùng hắc thủy cung điệu giải tâm tư tới ngươi cũng không thể cô phụ chúng ta lê băng nhạn nghe được mấy người bọn họ lời nói sau suýt nữa tức đến ngất đi lúc trước nói thế nhưng là không phải như thế mọi người đã nói xong là cùng một chỗ tiến đánh linh kiếm phái làm sao sự đáo lâm đầu những người này tất cả đều lật lọng lê băng nhạn tức giận quét mắt những người này mặc dù lửa giận trong lòng bên trong đốt có thể nàng cũng chỉ có thể cố nén nộ khí không có phát tác nàng biết mình bị chơi xỏ có thể đối diện với mấy cái này người cho dù biết mình bị chơi xỏ, nàng cũng bất lực. Có lẽ nàng liều mạng để thể nội một cái khác ý chí không chế thân thể của nàng, có thể đánh thắng trong đó bất kỳ một người nào. Có thể dạng này đối với nàng mà nói không những không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, còn muốn đắc tội bọn hắn. Đây không phải nàng thân là hắc thủy cung cung chủ chuyện nên làm. Lê Băng Nhạn chỉ có thể nhị. Vong Trần Chân Nhân lúc này cũng đã nhìn ra những người này cùng Lê Băng Nhạn tựa hồ cũng không phải là một lòng muốn đưa linh kiếm phái vào chỗ chết. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, hắn cũng không muốn để mua nhân đệ tử đổ máu. Giết chóc không thể vì linh kiếm phái mang đến chỗ tốt gì. Sẽ chỉ trở thành linh kiếm phái cuột khởi trên đường chướng ngại vật. Vong Trần chân Nhân lặng lẽ nói, mấy vị nếu là vì hòa giải mà đến, chúng ta linh kiếm phái hoan nghênh đã đến. Lúc trước Giang Hồng liệt xuất lĩnh đám người xâm lấn ta linh kiếm phái, tàn sát linh kiếm phái mua nhân đệ tử vô số. Bây giờ chúng ta đem những này hung thủ bắt, chúng ta linh kiếm phái không có đuổi tận giết tuyệt, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như mấy vị liền đem người trục về thành ý đều không có, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bị ép lấy máu trả máu. Kim Hồ Sơn phó trưởng môn Kim đấu thắng cáp cáp cười nói, vong trần trưởng môn, ngươi nếu thật dám giết những người kia, hôm nay chúng ta coi như không thể không lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Vong trần chân nhân không kiêu ngạo không tự ti nói, nếu là đem những người kia cứ như vậy trả về, những cái kia vì thủ hộ linh kiếm phái mà chiến tử đệ tử dùng cái gì nghỉ ngơi. Kim phó trưởng, các ngươi nếu muốn thử một chút bản lãnh của ta, ta vong trần phụng bồi chính là. Ta cũng muốn biết biết toàn bộ đông thần châu, ta nếu là còn muốn chạy, ai có thể lưu được ta. Ta muốn quyết tâm giết ai, nhìn hắn có thể hay không sống qua ba tháng. Kim Hồ Sơn phó trưởng muôn kim đấu thắng hơi nhướng mày, trong lòng đã có mấy phần khiếp ý. Vong trần uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Nếu như bọn hắn hôm nay muốn diệt linh kiếm phái, vong trần sẽ không lưu lại liều mạng. Hắn sẽ trốn. Hắn lôi linh căn toàn bộ đông thần châu ai không biết, Hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn, ai có thể đuổi theo kịp. Hắn muốn ám sát người nào đó, ai có thể phòng ở. Nếu quả thật nháo đến tình trạng này, thật đúng là để cho người ta đau đầu. Ngay tại kim đấu thắng đầu lớn như cái đấu thời điểm. Bà Long tự chính bản thân đường phổ minh chủ trì miệng tuyên Phật hiệu tiến lên một bước nói A-di-đà Phật, vong trần trưởng môn trước đó cũng đã nói. Là Giang Hồng Liệt xuất lĩnh mọi người đi tới linh kiếm phái. Chúng ta môn nhân đệ tử đều là chịu Giang Hồng Liệt mê hoặc nếu muốn truy cứu trách nhiệm, hắc thủy cung khó từ tội lỗi vong trần trưởng môn yêu cầu linh thạch tự sẽ do hắc thủy cung dâng lên còn xin vong trần trưởng môn đem chúng ta môn nhân trả lại thánh hỏa tông tông chủ thân ca ca dư hoài nhân trên mặt ý cười nói phổ minh đại sư nói không sai linh kiếm phái tổn thất từ nên do hắc thủy cung gánh chịu lê cung chủ vong trần trưởng môn yêu cầu với điểm này linh thạch đối với các ngươi hắc thủy cung tới nói bất quá chín châu mất sợi lông dùng một chút linh thạch liền có thể đổi về chúng ta trong môn đệ tử cái này sau mua bán có lời Lê Cung Chủ mau chóng an bài nhân thủ đem linh thạch đưa tới đi. Lê Băng Nhạn giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Các ngươi còn muốn cho chúng ta hắc thủy cung cho linh kiếm phái linh thạch. Tiêu diêu cung nhị cung chủ Khương Bạn Nguyệt cười nói, Lê Cung Chủ nếu là không nguyện ý, chúng ta cần phải giúp linh kiếm phái giảng đạo một chút sửa lại. Đến lúc đó, Lê Cung Chủ ngươi muốn dùng linh thạch giải quyết vấn đề, sợ là cũng không có cơ hội này. Lê Băng Nhạn khí thân thể đều có chút phát run. Trầm tư một lát sau, Lê Băng nhạn nàng cắn răng nói, tốt, để cho chúng ta hắc thủy cung ra linh thạch này cũng có thể. Chỉ cần các ngươi để bọn hắn đem giết chết sư tôn ta hung thủ giao ra ta cầm lại ta túi chữ vật, linh thạch sự tình dễ nói. Tiêu diêu cung nhị cung chủ Khương Bạn Nguyệt cười nói, Lê Cung chủ yên tâm, đây là chúng ta đáp ứng giúp ngươi đòi lại công đạo. Kim Hồ Sơn phó trưởng môn kim đấu thắng phụ cùng nói không sai, coi như chuyến này không có thể cứu ra chúng ta môn nhân đệ tử, cái kia giết chết giang cung chủ hung thủ chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Bà Long tự chính bản thân đường phổ minh chủ trì gật đầu đáp. A-di-đà Phật. Đúng là như thế. Thánh Hỏa Tông Tông chủ thân ca ca dư hoài nhân cũng tỏ thái độ nói. Lê Cung Chủ, chúng ta đây chính là vì ngươi không tiếc cùng vong trần trưởng môn trở mặt. Sau khi chuyện thành công, ngươi cũng không thể quên chúng ta ân tình. Bốn người xem như đồng thời cho thấy thái độ. Bọn hắn sẽ không bị vong trần hai ba câu nói liền bị hù sợ. Sự tình khác đều có thể thương lượng. Tiêu vân sự tình tuyệt đối không có thương lượng lê băng nhạn trong lòng thầm mắng bọn này lão hồ ly nói so hát còn tốt nghe mặt ngoài bọn hắn là đang giúp mình trên thực tế còn không phải ham tiêu vân trong túi chữ vật thanh long cùng long đản lê băng nhạn trong lòng cắn răng nghiến lợi mắng lấy bọn hắn trên mặt lại miễn cưỡng lộ ra một vòng ý cười nói mấy vị đại ân đại đức bản cung chủ đương nhiên sẽ không quên kim hồ sơn phó trưởng môn kim đấu thắng mở miệng cười nói vong trần trưởng môn ngươi cũng đều nghe được Hắc Thủy cung Lê cung chủ nguyện ý bồi thường các ngươi linh kiếm phái tổn thất. Các ngươi có phải hay không cũng nên giao ra giết chết Giang cung chủ hung thủ." Vong Trần chân nhân khẽ nhíu mày, trong lòng đã mơ hồ biết bọn hắn muốn chính mình giao ra người là ai, nhưng hắn hay là mở miệng hỏi, "Các ngươi muốn chúng ta linh kiếm phái giao ra ai?" Kim đấu thắng cười nói, "Chúng ta muốn cũng không phải đại nhân vật gì, bất quá là linh kiếm phái một tên đệ tử bình thường, Tiêu Vân." Vong Trần trưởng môn chỉ cần đem tiểu tử này giao cho chúng ta mang đi chúng ta lập tức rời đi linh kiếm phái. Hắc thủy cung đáp ứng bồi thường cho linh kiếm phái linh thạch, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ giám sát để nó đưa tới. Vong Trần chân nhân không biết những người này như thế nào hết lần này tới lần khác muốn dẫn đi Tiêu Vân, hắn nhíu mày hỏi, nếu như ta không đem Tiêu Vân giao ra mấy vị lại muốn như nào? Kim Đầu Thắng thay đổi trước đó cười ha hả bộ dáng, hắn đem mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, không giao. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hừ, Vong Trần trưởng môn, đồ vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là ngươi cần phải hảo hảo nghĩ xem rõ ràng linh kiếm phái hôm nay phải trăng máu chảy thành sông ngay tại ngươi một ý niệm kim đấu thắng nói xong ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy người khác phổ minh đại sư từ hoài nhân khương bạn nguyệt ba người lập tức hiểu ý lên một lượt trước một bước lạnh lùng nhìn vong trần đàm phán không có khả năng một vị nhường nhịn lúc cần thiết nhất định phải có cường ngạnh thái độ bọn hắn ý tứ rất rõ ràng nếu là vong trần không đồng ý cái kia không thể nói trước chính là một trận ác chiến. Trước đó bọn hắn đã đem điều kiện nói rõ được rõ ràng sở. Quyền lựa chọn đã giao cho đến vong Trần chân nhân trong tay. Vong Trần thật sự là nguyện ý vì Tiêu Vân một người cùng mọi người khai chiến, vẫn là vì bảo trụ linh kiếm phái, đem Tiêu Vân giao ra. Vong Trần không rõ bọn hắn vì sao nhất định phải chính mình giao ra Tiêu Vân. Thật chẳng lẽ là vì cho Giang Hồng liệt báo thù, hắn khẽ thở dài nói, Tiêu Vân lúc này không còn linh kiếm phái, coi như ta muốn đem hắn giao cho các ngươi ta cũng làm không được. Kim đầu thắng mấy người chỗ nào chịu tin tưởng vong trần chân nhân lời nói. Chỉ coi vong trần cũng giống như bọn họ, ham tiêu vân trong túi chữ vật đồ vật. Kim đầu thắng lạnh lùng nhìn vong trần chân nhân nói vong trần, xem ra ngươi là thật muốn cái gì không muốn sống nữa. Mấy vị, bốn người chúng ta đánh một cái, cũng không thể để hắn chạy. Vừa dứt lời, phổ minh đại sư, từ hoài nhân, khương bạn nguyệt ba người lập tức tản ra đem vong trần chân nhân bao bọc vây quanh. Kim đầu thắng âm thanh lạnh lùng nói. Vong Trần trưởng môn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, vì chút đồ vật kia có đáng giá hay không đến bồi lên linh kiếm phái cơ nghiệp. Tĩnh Chân sư thái ban đầu nghe được bọn hắn muốn tìm Tiêu Vân, còn có chút không hiểu. Có thể nghe được bọn hắn vừa mới lặp đi lặp lại đề cập đồ vật hai chữ, lập tức minh bạch bọn hắn là vì cái gì mà đến rồi. Tốt à, nguyên lai là nhớ Tiêu Vân trong túi chữ vật trứng rồng cùng thanh long. Vong Trần chân nhân không đợi nói chuyện, Tĩnh Chân sư thái rảnh nói, "Sư huynh, những người này muốn tìm tới căn bản cũng không phải là Vân Nhi, mà là Vân Nhi tại chân long trong huyễn cảnh đến cơ duyên. Vong Trần chân nhân nhíu mày nhìn về phía Tĩnh Chân sư thái, lóe lên từ ánh mắt hỏi thăm ý tứ. Tĩnh Chân sư thái là cái thẳng tính, lúc này mở miệng nói, Vân Nhi tại chân long trong huyễn cảnh được một đầu thanh long, mấy quả trứng rồng. Bọn hắn nhất định là vì thế mà đến. Dù là Vong Trần chân nhân định lực kinh người, nghe được Tĩnh Chân sư thái lời nói sau cũng không nhịn được biến sắc. Một đầu thanh long, mấy khỏa trứng rồng. Tiêu Vân vậy mà tại chân long trong huyễn cảnh được nhiều như vậy chỗ tốt. Vong Trần chân nhân lập tức tất cả đều minh bạch. Trách không được. Trách không được Nhan Thanh Huệ tại chân long huyễn cảnh cửa vào bị đám người làm khó dễ. Trách không được Giang Hồng Liệt Cam Mạo Thiên Hạ đại bộc trực đến xâm lấn linh kiếm phái. Trách không được những người này hôm nay ghé vào cùng một chỗ, luôn mồm muốn hắn giao ra Tiêu Vân. Nguyên lai cũng là vì một đầu thanh long, mấy khỏa trứng rồng. Vong Trần trận trận cười lạnh nói, mấy vị, đã như vậy làm gì che che lấp lấp sớm một chút đem lời nói rõ ràng ra không phải tốt kim hồ sơn phó trưởng môn kim đấu thắng mặt không đỏ hơi thở không gấp đối bọn hắn cường đạo hành vi không chút nào cho là nhục hắn cười ha ha một tiếng nói nếu vong trần trưởng môn đã nói ra vậy thì nhanh lên đem chúng ta muốn đồ vật giao ra đi vong trần chân nhân âm thanh lạnh lùng nói mấy vị loại hành vi này cùng cường đạo có gì khác tiêu diêu cung nhị cung chủ ra mặt tương đối mỏng hắn gương mặt đỏ lên hơi không kiên nhẫn nói bớt nói nhảm. Tiêu Vân đến bảo bối vốn là từ Lê Cung Chủ trong tay cướp, liền ngay cả túi chữ vật đều là Lê Cung Chủ. Lê Cung Chủ mời chúng ta nghĩa trợ, chính là vì đoạt lại thứ thuộc về nàng. Vong Trần trưởng môn, ngươi cho thống khoái nói đồ vật, giao hay không giao. Vong Trần chân nhân còn chưa trả lời, tĩnh chân sư thái đã giành nói. Phi, chân long trong huyễn cảnh đồ vật vốn chính là ai cướp được chính là của người đó. Đồ nhi ta tiêu vân tại chân long huyễn cảnh đến đồ vật, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Đừng nói cái kia mấy quả trứng rồng đã bị đồ nhi ta ăn, coi như còn tại, cũng sẽ không cho các người. Cái gì? Trứng rồng kia đã bị ăn? Kim đấu thắng thất thanh hỏi. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất chính là cái này. Cho nên tại bọn hắn biết được tin tức đằng sau, lập tức chạy tới linh kiếm phái. Không nghĩ tới hay là đã chậm một bước. Tĩnh chân sư thái mắt lạnh nhìn những người này nói không sai, đồ nhi ta tiêu vân chẳng những ăn trứng rồng, đồng thời tu vi tăng nhiều. Hắn không ăn trứng rồng trước đó, liền có thể giết chết Giang Hồng Liệt. Hắn hiện tại, liền xem như mấy người các ngươi liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tĩnh chân sư thái lời nói này dù chưa khoác lác, nhưng lại không ai tin tưởng. Kim đấu thắng bọn người đối với nàng lần này ngôn luận đều là khịt mũi coi thường. Lê Băng Nhạn giờ phút này chẳng những hận thấu linh kiếm phái, cũng tương tự hận thấu kim đấu thắng đám người này. Nàng vô luận như thế nào cũng muốn để hai bên đánh nhau. Chỉ có hai bên đả sinh đả tử mới có thể tiêu tan trong lòng của nàng chỉ hận nghe được tĩnh chân sư thái lời nói này sau lê băng nhạn lập tức châm ngòi nói chư vị cái kia thanh long chiều cao ngàn mét tuyệt không có khả năng nhanh như vậy bị ăn sạch linh kiếm phái là cố ý không đem đồ vật giao ra chúng ta còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì chẳng lẽ chúng ta tập kết nhiều người như vậy đến linh kiếm phái chính là vì ở chỗ này nói huyên thuyên sao kim đấu thắng nhíu mày trầm tư một trận chậm rãi mở miệng nói vong trần trưởng môn chúng ta hỏi ngươi một lần cuối cùng đồ vật ngươi là giao ra hay là không giao vong trần chân nhân cười khổ nói giao nhưng là tiêu vân hiện tại người không có tại linh kiếm phái ta coi như muốn đem đồ vật cho các ngươi cũng không giao ra được nghe được vong trần nói muốn đem đồ vật giao ra thời điểm kim đấu thắng bọn người mặt lộ vẻ vui mừng nhưng khi hắn nghe phía sau lời nói sau kim đấu thắng đám người sắc mặt tối sầm hắn tức giận mắng tốt có loại dám đùa nghịch chúng ta mấy vị không cần nhiều lời động thủ coi như đem linh kiếm phái lật cái úp sấp cũng phải đem đồ vật tìm ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, dẫn đầu tế ra một thanh vàng óng ánh trường đao công hướng vong trần chân nhân. Bà Long tự phổ minh đại sư, thánh hỏa tông dư hoài nhân, tiêu diêu cung khương bạn nguyệt ba người cùng một thời gian, cũng riêng phần mình tế ra binh khí liên hợp kim đấu thắng cùng một chỗ giáp công vong trần. Vong trần chân nhân không nghĩ tới đối phương vậy mà nói động thủ liền động thủ, trong lúc vội vàng, lập tức gọi ra binh khí. Một thanh lóng lánh lôi điện màu tím trường kiếm xuất hiện tại vong trần chân nhân trong tay kim đao đối với tử kiếm oanh một tiếng bạo hưởng hóa thần cao thủ đánh nhau chết sống sinh ra cường đại lực trùng kích làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đạo một trận mê muội tĩnh chân sư thái bọn người chỉ cảm thấy thiên diêu địa động toàn bộ không gian tựa hồ cũng nguyên nhân quan trọng là hai người một lần binh khí va chạm mà phá toái đám người không khỏi cảm thán hóa thần cao thủ ở giữa chiến đấu nguyên anh tu sĩ căn bản ngay cả nhúng tay cơ hội đều không có nguyên anh cảnh tại hóa thần cảnh trước mặt căn bản ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Ngay tại vong trần chân nhân một kiếm chống đỡ kim đấu thắng kim đao thời điểm. Bà Long tự phổ minh đại sư, thánh hỏa tông dư hoài nhân, tiêu diêu cung khương bạn nguyệt ba người đã từ ba cái phương hướng khác nhau giết tới. Ba người tu vi đồng dạng cũng là hóa thần cảnh. Coi như đơn đả độc đấu bọn hắn không phải vong trần chân nhân đối thủ. Bây giờ ba người hợp lực lại có kim đấu thắng ở chính diện kiềm chế. Vong trần chân nhân dù có ba đầu sáu tay cũng muốn nuốt hận tại chỗ mắt thấy vong trần chân nhân bị bốn người giáp công tĩnh chân sư thái lập tức lớn tiếng nói sư huynh coi chừng nói xong tĩnh chân sư thái không để ý tự thân nguy hiểm nhấc lên thanh bình kiếm liền muốn tiến lên hỗ trợ dương thiên hóa tần võ dương bọn người không nghĩ tới tĩnh chân sư thái xúc động như vậy nhìn thấy tĩnh chân sư thái người liền xông ra ngoài còn muốn ngăn cản đã là không kịp tĩnh chân sư thái biết mình không phải bọn hắn những người này đối thủ nhưng nàng nhìn thấy vong trần chân nhân gặp nguy hiểm bản năng liền xông tới thanh bình kiếm trực tiếp đâm về phía khoảng cách nàng gần nhất thánh hỏa tông dư hoài nhân hậu tâm dư hoài nhân cảm giác được sau lưng có linh lực ba động liền biết có người đánh lén mình hắn trở tay một kiếm vung ra một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp đánh úp về phía tĩnh chân sư thái tĩnh chân sư thái căn bản không kịp trốn tránh trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng bụng dưới máu tươi vẩy ra tĩnh chân sư thái kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài tân võ dương cùng tạ kinh phong hai người đồng thời cả kinh kêu lên mộc sư muội hai người đang muốn xông đi lên tiếp được mục tĩnh chân. Bỗng nhiên một đạo lôi quang lấp lóe Một bóng người đã đem tĩnh chân sư thái nắm ở trong ngực. Vong trần chân nhân nguyên anh khuôn mặt anh Tuấn bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, ngữ khí lại phi thường ôn nhu. Sư muội ngươi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, vì sao muốn xông lên. Tĩnh chân sư thái nằm tại vong trần chân nhân trong ngực trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nàng cô nén trên nhục thể thống khổ, đức quãng nói ta xem bọn hắn đánh lén sư huynh ta à, ta liền muốn hỗ trợ hiện tại xem ra là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra ngược lại làm cho sư huynh phân tâm cứu ta nhìn xem trong ngực sắc mặt trắng bệch tĩnh chân sư thái vong trần chân nhân tim như bị đau cắt lúc này tần võ dương tạ kinh phong hai người cũng đã chạy tới trưởng môn sư huynh mộc sư muội nàng tạ kinh phong tràn đầy vẻ lo âu mắt nhìn vong trần chân nhân trong ngực tĩnh chân sư thái vong trần chân nhân đem mục tĩnh chân giao cho tạ kinh phong nói mang mục sư muội trở về chữa thương tần võ dương tế ra liệt dương kiếm đứng tại vong trần chân nhân bên người tức giận quát những người này thực sự quá khi dễ người sư huynh chúng ta liều mạng với bọn hắn vong trần chân nhân quay đầu nhìn về phía kim đấu thắng bốn người bốn người đồng dạng đang nhìn hắn bốn người trên mặt viết đầy không thể tin thần sắc bọn hắn không thể tin được vong trần chân nhân thật có thể từ bốn người bọn họ liên thủ phía dưới đảo thoát Vong Trần chân nhân có chút cắn răng, quay đầu hướng Tần Võ Dương nói: "Các ngươi ở chỗ này giúp không được gì, mang tất cả mọi người rút về Long Thủ Phong." Tần Võ Dương chừng trong mắt nghẹn ngào hỏi: "Trưởng môn sư huynh, ngươi muốn một người đối phó bọn hắn?" Vong Trần chân nhân nhẹ nhàng hơi vung tay bên trong lôi kiếm, đạo lôi hồ tại trường kiếm chung quanh lập lòe, phát ra đông đốp, đông đốp bạo hưởng. Hắn lên trước hai bước ngăn tại Tần Võ Dương trước người, nhìn thẳng kim đấu thắng bọn người. Nói lại là đối sau lưng Tần Võ Dương nói: Tần Sư đệ, ngươi có thể từng thấy ta bại qua." Tần Võ Dương nao nao, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước bái nhập Linh Kiếm phái thời điểm nghe được liên quan tới vong Trần cố sự. Khi đó, Linh Kiếm phái có một cái truyền thuyết, một cái bất bại truyền thuyết. Hắn là đông thần châu duy nhất lôi linh căn. Ngàn năm khó gặp thiên tài tu luyện. Năm gần 22 tuổi cũng đã tấn thăng nguyên anh cảnh. Hắn cùng người khác giao thủ, coi như hắn không cách nào thắng người khác, người khác cũng đừng hòng thắng hắn bởi vì hắn lôi pháp tốc độ thực sự quá nhanh, cùng người giao thủ trước đó, hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Nếu là hắn một mực tránh né, không ai có thể công kích đến hắn. Nếu là hắn muốn chạy trốn, càng không có người có thể lưu được. Tần Võ Dương trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên đoạn này đã từng ký ức. Hắn theo bản năng hồi đáp, sư huynh tự nhiên là chưa từng bại qua. Vong Trần chân nhân thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi còn đang vì ta lo lắng cái gì? còn không mau một chút dẫn người lui về long thủ phong tần võ dương có chút lo lắng nhìn xem ngăn tại trước mặt mình bóng lưng cao lớn mặc dù hắn rất muốn cùng vong trần chân nhân kề vai chiến đấu muốn thống thống khoái khoái giết tới một trận nhưng hắn biết nếu như chính mình làm như vậy không những không giúp được vong trần sư huynh sẽ còn liên lụy hắn phân tâm chiếu cố chính mình tần võ dương hận hận thở dài nói sư huynh coi chừng nói xong vừa nghiêng đầu cùng tạ kinh phong cùng một chỗ hướng linh kiếm phái đám người bên kia bay đi dương thiên hóa cùng cổ thạch lúc này cũng đã tiến lên đón tần võ dương không chờ bọn hắn hai người nói chuyện liền lớn tiếng nói trưởng môn sư huynh phân phó để cho chúng ta lui giữ long thủ phong dương thiên hóa cùng cổ thạch chỉ là thoáng sửng sốt cũng không có hỏi nhiều lập tức thay đổi phương hướng xuất lĩnh một đám đệ tử hướng long thủ phong rút lui lê băng nhạn chỗ nào chịu dạng này buông tha linh kiếm phái đám người nàng lập tức khẽ kêu nói mấy vị linh kiếm phái người muốn chạy nhổ cỏ không trừ gốc hậu hoạn vô tận chuyện cho tới bây giờ còn không hạ lệnh kim đấu thắng nhìn giữa không trung nổi giận đùng đùng vong trần chân nhân chân mày hơi nhíu lại đã sớm nghe nói vong trần trưởng môn lôi pháp quỷ bí khó lường trước đó hắn còn có điều không phục hôm nay thấy tận mắt này đạo vong trần từ bốn người bọn họ liên thủ bên trong đào thoát lúc này mới tin tưởng lời nói không hoa mặc dù có chút hối hận trước đó lỗ mãng động thủ nhưng việc đã đến nước này hối hận đã là vô dụng hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên nhàn nhạt phun ra một chữ giết thánh hỏa tông dư hoài nhân tiêu diêu cung khương bạn nguyệt bàn long tự phổ minh đại sư thấy thế cũng trong cùng một lúc ra lệnh giết chỉ cần vong trần không nỡ linh kiếm phái vậy hắn liền muốn xuất thủ cứu người chỉ cần hắn xuất thủ cứu người bọn hắn liền có giết chết hắn cơ hội kim đấu thắng bọn người hạ quyết tâm đằng sau liền khâu trần chờ nữa nếu không đừng động thủ động thủ liền không thể lưu tình lê băng nhạn đại hỉ cũng chỉ huy hắc thủy cung mọi người nói tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ xong Kim đấu thắng ra vẻ nhẹ nhõm nhìn xem vong trần chân nhân cười ha ha nói. Vong trần trưởng môn, linh kiếm phái nhiều đệ tử như vậy, ta nhìn ngươi có thể bảo vệ được bao nhiêu. Tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ thấy điện quang lóe lên, vong trần đã từ trước mặt bọn hắn biến mất. Kim đấu thắng lập tức toàn thần giới chuẩn bị. Khi điện quang xuất hiện lần nữa thời điểm, kim đấu thắng nhìn thấy vong trần chân nhân đã một kiện đâm xuyên qua thánh hỏa tông dư hoài nhân bụng dưới. Dư hoài nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem vong trần nói, tốt. Thật nhanh. Vong Trần không để ý đến hắn, thủ trung lôi kiếm đang muốn đem nó một phân thành hai. Đột nhiên cảm giác được thân kiếm đã bị người nắm chặt. Dư Hoài Nhân hướng về phía hắn quỷ dị cười một tiếng. Ngay sau đó liền phát giác quanh thân đã bị hỏa linh lực vây quanh. Dư Hoài Nhân bụng dưới mặc dù bị Vong Trần chân nhân một kiếm xuyên thủng, nhưng hắn dù sao cũng là hóa thần cao thủ, làm sao có thể tùy tiện mất đi sức phản kháng. Hắn ngay đầu tiên một tay bắt lấy phần bụng trường kiếm thể nội rộng lượng hỏa linh lực sơn từ hắn trên tay kia đánh ra linh lực trong nháy mắt đem vong trần bao phủ lại không đợi vong trần bước ra bay ngược dư hoài nhân đã đem tự thân hỏa linh lực trải rộng ở chung quanh phương viên ngàn mét trong không gian dư hoài nhân bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong bụng đau xót lôi kiếm đã bị vong trần chân nhân đại lực rút ra hắn cô nén toàn tâm giống như đau đớn thanh hát một tiếng bạo chung quanh hỏa linh lực trong nháy mắt bị nhen lửa phương viên ngàn mét không gian lập tức trở thành thế giới của hỏa diễm kịch liệt nhiệt độ cao đem toàn bộ không gian đều đốt vặn vẹo biến hình. Kim đấu thắng, Khương Bạn Nguyệt, Phổ Minh đại sư ba người tại cấp bách thời khắc, chật vật từ hỏa linh lực phạm vi bao phủ chui ra. Mấy người từ trong biển lửa chui ra đằng sau, vẫn là lòng còn sợ hãi. Loại này phạm vi lớn hỏa hệ pháp thuật không phân địch ta, nếu như bị đốt chúng, nhục thân sợ là lập tức hóa thành cho bụi. Mấy người bọn họ mặc dù trốn qua một kiếp có thể khoảng cách dư hoài nhân tương đối gần lục đại phái các đệ tử nhưng là không còn may mắn như vậy trong những người này không thiếu một chút nguyên anh tu sĩ bọn hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có tới cấp phát ra cũng đã chết thảm tại giữa biển lửa kim đấu thắng một chút thở dốc lập tức cảnh giác đánh giá đến bốn phía phát hiện không có quên bụi thân ảnh đằng sau hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm kim đấu thắng ha ha cười nói cái kia vong trần tốc độ lại nhanh ta cũng không tin hắn có thể trong phút chốc từ trong mảnh biển lửa này trốn tới lúc đó vong trần tập kích dư hoài nhân thời điểm mấy người liền đã toàn thần giới chuẩn bị phát hiện dư hoài nhân nắm chặt vong trần lôi kiếm bọn hắn cũng đã bắt đầu bước ra rút lui cho dù dạng này cũng mới khó khăn lắm tránh thoát dư hoài nhân phạm vi công kích bọn hắn không tin vong trần cái này còn chờ né tránh ngay tại kim đấu thắng buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một trận linh lực ba động một giây sau một cái thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện vong trần chân nhân tay cầm lôi kiếm đâm thẳng kim đấu thắng hậu tâm đương một tiếng bạo hưởng một thanh kim đao chống đỡ vong trần chân nhân lôi kiếm vong trần khẽ trao mày trong lòng có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới kim đấu thắng vậy mà có thể trong nháy mắt kịp phản ứng ngăn trở hắn chiêu kiếm chí mạng kia cái này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn kim đấu thắng sắc mặt khó coi đến giống như là gặp quỷ một dạng vừa mới vong trần chân nhân đánh lén quả thực đem hắn giật nảy mình nếu không phải kim đao hộ chủ hắn sớm đã bị một kiếm xuyên tim kim đấu thắng trong lòng bàn tay thanh bảo đao này cũng không phải bình thường đao mặc dù không có giống chảm long kiếm một dạng sinh ra linh trí nhưng cây đao này lại có thể cảm ứng linh lực cùng sát khí từ đó tự động hộ chủ cũng chính là bởi vì nó không có linh trí mới có thể tại cảm ứng được vong trần chân nhân linh lực ba động trong nháy mắt bảo vệ kim đấu thắng nếu chuôi này kim đao muốn thật sự là sinh ra linh trí thần binh kim đấu thắng mạng nhỏ này nói không chừng liền viết di trúc ở đây rồi kim đấu thắng cầm trong tay kim đao ngăn trở vong trần chân nhân một kiếm đằng sau lập tức cùng vong trần kéo dài khoảng cách hắn một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên vong trần thời khắc đề phòng vong trần đánh lén vong trần chân nhân một kích không công chính muốn lần nữa xuất thủ chợt nghe một tiếng kiều mị khinh bạc tiếng cười chuyển đến hảo muội muội hôm nay là các ngươi linh kiếm phái ngày gì làm sao nhiều người như vậy nha vong trần chân nhân nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại tới là hai tên nữ tử trong đó một tên hắn ngược lại là nhận ra chính là tiểu trúc phong thủ tọa nhan thanh huệ đệ tử ôn tình ôn tình mặc một thân cắt may cực kỳ vừa người màu lam nhạt quần áo linh lung tinh tế dáng người tại cái này giữ mình quần áo bên dưới lộ ra đặc biệt mê người nhiều ngày không thấy ôn tình khí chất càng phát thanh lệ thoát tục xa xa nhìn lại tựa như một vị thanh nhã tiên tử vong trần chân nhân khẽ nhíu mày dĩ vãng ôn tình quần áo đều là rộng rãi làm chủ rất ít mặc thành dạng này mặc dù nàng hiện tại mặc thành dạng này để nàng tăng thêm mấy phần nữ tính mị lực nhưng nếu là để nhan sư muội thấy được nhất định phải nổi giận không thể. Khi vong trần ánh mắt rơi vào ôn tình bên người trên người nữ tử kia thời điểm, hắn nghi hoặc lập tức giải khai. Nguyên lai là ôn tình kết bạn xấu. Tại ôn tình bên người nữ tử kia xem ra 2526 tuổi. Khoác trên người một bộ màu hồng lụa mỏng che một kiện màu đỏ áo ngực. Xuyên thấu qua hơi mờ xa y, có thể thấy rõ ràng nàng cái kia xa tanh một dạng bóng loáng da thịt. Nàng thiếp thân váy lụa hai bên mở ra cao cao khe hở, cơ hồ đã đạt bẹn đùi trắng noãn nở nang đùi như ẩn như hiện. Vong trần chân nhân còn chưa bao giờ thấy qua mặc to gan như vậy nữ tử. Ôn tình cùng nàng so sánh, món kia kề sát thân thể váy dài cũng là không coi vào đâu. Nữ tử kia một tay ôm ôn tình vòng eo, nói cười yến yến, xem ra hai người quan hệ cực kỳ thân mật. Vong trần chân nhân không biết ôn tình tại sao phải cùng cái này quần áo to gan nữ tử đi cùng một chỗ. Nhưng lúc này cũng không phải hỏi nhiều thời điểm. Hắn chỉ là hơi nhìn thoáng qua đằng sau, liền không có tại hướng ôn tình bên kia nhìn lại. Nếu như hắn đối với ôn tình biểu hiện quá quan tâm, kiên đấu thắng bọn người nói không chắc chắn cầm ôn tình tính mệnh áp chế hắn, dạo này ngược lại để ôn tình lâm vào hiểm cảnh. Có thể vong trần chân nhân không muốn để ý ôn tình, ôn tình lại vẫn cứ đi tới. Cùng nàng cùng đi tới, còn có cái kia quần áo to gan nữ tử. Vong trần lúc này không thể không quát lớn, ôn tình đừng tới đây, nơi này nguy hiểm, đi long thủ phong tìm ngươi mấy vị sư bá. Ôn tình bước chân không ngừng, một bên tới gần một bên hồ, trưởng môn chân nhân, đây là có chuyện gì? Sư tôn ta đâu? Sư đệ ta đâu? Bọn hắn ở đâu? Đừng tới đây." Vong Trần vội vàng lớn tiếng quát rừng. Nhưng vì lúc đã muộn, Tiêu Diêu cung nhị cung chủ Khương bạn nguyệt người đã hướng phía Ôn Tình sông tới. Hắn như không có kim đấu thắng kim đao hộ thân. Nếu như Vong Trần chân nhân hướng hắn đánh tới, hắn rất khó ngăn cản. Đang nghĩ ngợi nên làm thế nào cho phải thời điểm, Ôn Tình cùng tên kia quần áo to gan nữ tử liền xuất hiện. Khương Bạn Nguyệt nghe được ôn tình lời nói sau liền đoán được nàng là linh kiếm phái đệ tử. Đầu óc khẽ động, lập tức có chủ ý. Thật sự là đói bụng có người đưa màn thầu, vây lại có người đưa gối đầu. Có con tin nơi tay, nhìn vong trần dám xuống tay với ta. Trừ phi hắn không quan tâm linh kiếm này phái đệ tử tính mệnh. Khương Bạn Nguyệt mừng rỡ trong lòng, trong lúc thoáng qua liền đã đi tới ôn tình trước mặt. Hắn chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp lấy tay liền hướng ôn tình cái gáy chụp tới. Vong Trần Chân Nhân lập tức thôi động lôi pháp độn thuật tiến đến cứu giúp, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Khoảng cách quá ngắn, cho dù hắn rất nhanh, có thể Khương Bạn Nguyệt cũng không chậm. Mắt thấy Khương Bạn Nguyệt tay phải bắt được ôn tình tuyết trắng cổ, trong khi Đâm Nghiêng bỗng nhiên lại duỗi ra một bàn tay đến. Đó là một cái nhìn qua mười phần tinh xảo tay, mười ngón thon dài, yếu đuối không xương. Chỉ có như vậy một bàn tay, lại có thể gắt gao bắt lấy Khương Bạn Nguyệt cổ tay. Vô luận Khương Bạn Nguyệt dùng lực như thế nào, tay của hắn vậy mà không động được mảy may. Tên kia quần áo to gan nữ tử nắm cả Ôn Tình eo nhỏ nhắn, đen đầu tựa ở Ôn Tình trên bờ vai thanh âm kiều mị nói: "Hảo muội muội, ta nếu là không xuất thủ, ngươi cần phải bị cái này xú nam nhân bắt đi." Ôn Tình hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Tạ, tạ ơn." Nữ tử kia mỉm cười, nắm cả Ôn Tình vòng eo tay đã thuận Ôn Tình phía sau lưng bò lên trên bờ vai của nàng. Sau đó thuận bờ vai của nàng, mò tới Ôn Tình gương mặt, nữ tử kia một bên vuốt ve ôn tình gương mặt một bên cười khanh khách nói hảo muội muội ngươi muốn thật muốn cám ơn ta đợi lát nữa ta giết ngươi cái kia tiêu sư đệ thời điểm ngươi cũng đừng cản ta ôn tình thân thể run lên phảng phất nghĩ đến một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình nàng lập tức nói không không cần ta chỉ muốn cùng bọn hắn gặp một lần một mặt liền tốt gặp qua đằng sau ta đi với ngươi nữ tử kia cười khanh khách nói nhìn ngươi đem ngươi dọa đến mặt mũi trắng bệch nữ tử vừa dứt lời liền nhẹ nhàng buông lỏng ra khương bạn nguyệt tay khương bạn nguyệt vội vàng bước ra bay ngược hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem ôn tình bên người nữ tử kia nữ nhân này lai lịch gì vậy mà có thể làm cho mình không có lực phản kháng chút nào khương bạn nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay của mình hoàn hảo không chút tổn hại không có bất kỳ cái gì ám thương có thể càng như vậy nữ nhân này mới càng là sợ sệt vừa mới hắn rõ ràng liều mạng toàn lực tránh thoát Kết quả tại nữ nhân kia khống chế bên dưới lại không hề động một chút nào. Có thể nhẹ nhõm chế trụ hắn, còn có thể không để hắn thụ thương. Loại thực lực này, chẳng lẽ nói nàng đã đạt tới trong truyền thuyết hóa thần phía trên cảnh giới kia? Không, không thể nào, Đông Thần Châu liền không có loại người này. Khương Bạn Nguyệt trong lòng kinh nghi không chừng. Vong Trần chân nhân đã đi tới ôn tình bên người. Hắn tận mắt mục đích ôn tình bên người nữ tử kia chế trụ Khương Bạn Nguyệt, đối với nữ tử này thân phận không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. Có thể một tay bắt một tên hóa thần cao thủ, nữ tử này thực lực không thể khinh thường. Nhìn bộ dáng của nàng cùng Ôn Tình thân mật bộ dáng, nghĩ đến đối với linh kiếm phái không có ác ý gì. Vong Trần chân nhân tiến lên sau hướng về phía Ôn Tình hỏi: "Tình nhi, vị cô nương này là?" Ôn Tình chính không biết nên trả lời như thế nào. Nữ tử kia mị thanh cười nói: "Ta gọi Thu Yên Nhu, ta là tới tìm Tiêu Vân." Vong Trần chân nhân có chút hồ đồ rồi. Nữ tử này nói là tìm đến Tiêu Vân. Có thể Tiêu Vân không phải mới đi Vạn Thúy Sơn trang sao? Ôn Tình theo lý thuyết hẳn phải biết chuyện này. Chẳng lẽ là bọn hắn trên đường trở về chuyện gì xảy ra tách ra? Vong Trần chân nhân nghĩ đến Tĩnh Chân sư thái một mình trở về, trong lòng liền có suy đoán như vậy, hắn lễ phép mở miệng nói, Tiêu Vân còn chưa có trở lại, cô nương nhưng tại Linh Kiếm phái chờ hắn. Thu Yên Nhu nghe được Vong Trần lời nói sau một mặt tiếc hận nhìn về phía Ôn Tình, nàng sâu kín thở dài nói, "Hảo muội tử, ngươi cái kia Tiêu lang sợ là không thấy được." cũng không biết nên nói hắn vận khí tốt đâu hay là vận khí kém đâu thu yên nhu sau khi nói xong đem đầu tựa ở ôn tình trên vai sau đó nói hảo muội muội lần này ngươi dù sao cũng nên tuyệt vọng rồi đi ôn tình không để ý đến cơ hồ đã nằm nhoài trên người nàng thu yên nhu mà là một mặt khẩn trương nhìn xem chung quanh nói trưởng môn chân nhân đây là thế nào bọn hắn những người này muốn làm gì lúc này mấy ngàn tên lục đại phái đệ tử đã khí thế hung hăng xông về long thủ phong mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bọn hắn tuyệt đối không phải đến linh kiếm phái làm khách. Vong Trần Chân Nhân nhìn nơi xa còn chưa hành động thiếu suy nghĩ kim đấu thắng bọn người, mở miệng nói, những người này là đến đoạt ngươi cùng tiêu vân tại chân long trong huyễn cảnh đến những vật kia. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi mang theo ngươi bằng hữu này đi trước long thủ phong. Vong Trần Chân Nhân ánh mắt tại Thu Yên Nhu trên thân nhìn lướt qua. Hắn nhìn ra được nữ nhân này thực lực không kém, thậm chí ở trên hắn bởi vì hắn tuyệt đối làm không được hướng thu yên nhu một dạng hời hợt liền đem khương bạn nguyệt cổ tay bắt để khương bạn nguyệt không thể động đậy nếu nữ nhân này là ôn tình bằng hữu có nàng tại long thủ phong giúp đỡ chắc hẳn linh kiếm phái đệ tử cũng sẽ an toàn không ít vong trần chân nhân trong lòng tính toán ôn tình tự nhiên không biết nghe đến mấy cái này người là đến cướp bóc tiêu vân tại chân long huyễn cảnh đến cơ duyên ôn tình lập tức thay tiêu vân lo lắng nàng xoay nhìn về phía thu yên nhu do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng cầu xin ngươi ngươi có thể hay không? Ôn tình nói không đợi nói xong, Thu Yên Nhu đã cự tuyệt nàng. Không có khả năng. Thu Yên Nhu thay đổi trước đó cười tủm tỉm bộ dáng, trầm mặt nói hảo muội muội, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Ôn tình không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Hướng về phía vong trần chân nhân thi lễ một cái nói trưởng môn chân nhân, ta đi long thủ phong hỗ trợ ngăn địch. Nói xong, lập tức tế ra băng phách kiếm hướng phía long thủ phong phương hướng bay đi. Kim đấu thắng bọn người không có đuổi theo ôn tình bởi vì Thu Yên Nhu ở sau lưng nàng. Thu Yên Nhu hai tay từ phía sau ôm lấy ôn tình vòng eo, đi theo ôn tình cùng nhau dẫm lên băng phách kiếm ngự kiếm mà đi. Nàng lại khôi phục được trước đó cười tủm tỉm bộ dáng. Chỉ bất quá lời gì cũng không nói cứ như vậy dán thật chặt ôn tình phía sau lưng một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng. Khương bạn Nguyệt gặp Thu Yên Nhu cái này cổ quái nữ nhân đi, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nữ nhân kia là vong trần chân nhân giúp đỡ, bốn người bọn họ thật đúng là không nhất định là đối thủ lúc này bị vong trần chân nhân đâm xuyên bụng dưới dư hoài nhân cũng đã cùng bọn hắn tụ hợp bụng của hắn miệng vết thương cháy đen một mảnh tựa như hỏa thiêu đồng dạng không có máu tươi tràn ra xem ra đã hành động không ngại dư hoài nhân từ khi tấn thăng hóa thần đến nay còn chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy hắn cắn răng nói vong trần ngươi cùng ta bốn người ở chỗ này dây dưa chẳng lẽ liền mặc kệ ngươi trong môn đệ tử chết sống sao bởi vì kiên kỵ vong trần chân nhân thực lực dư hoài nhân không thể không cầm trong môn đệ tử làm mồi nhử chỉ có vong Trần xoay người đi đối phó bọn hắn mang tới môn nhân đệ tử, bốn người bọn họ mới có cơ hội giết hắn. Nếu như là chính diện đánh nhau, vong Trần lôi độn thực sự quá nhanh, nếu là hắn một lòng muốn chạy, cho dù bốn người bọn họ hợp lực cũng bắt không được. Vong Trần cúi đầu mắt nhìn những cái kia xông vào linh kiếm phái lục đại phái đệ bọn họ. Hắn lại bỗng nhiên cười. Dư Hoài Nhân không nghĩ ra lúc này vong Trần lại còn có thể cười được. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình ăn chắc bốn người bọn họ. Dư Hoài Nhân nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi có gì đáng cười? Đều nói Linh kiếm phái vong trần trưởng môn chính nhân quân tử. Không nghĩ tới đến lại cũng là vì tư lợi chi đồ, ngay cả môn nhân đệ tử chết sống đều không để ý, loại người như ngươi có tư cách gì làm trưởng môn. Dư hoài nhân hết sức toàn lực dùng ngôn ngữ kích thích vong trần chân nhân. Kết quả vong trần chân nhân hoàn toàn bất vi sở động. Không chút nào để ý tới dư hoài nhân trào phúng. Đúng lúc này, một mực chú ý thu yên nhu rời đi khương bạn Nguyệt bỗng nhiên thất thành nói Không tốt, chúng ta trúng kế. Linh kiếm phái có mai phục trận pháp. Dư Hoài Nhân, kim đấu thắng, phổ minh đại sư nghe vậy, đồng thời hướng linh kiếm phái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy linh kiếm phái xung quanh bỗng nhiên sáng lên điểm điểm tinh quang. 365 điểm tinh thần chi lực đem toàn bộ linh kiếm phái hoàn toàn bao phủ trong đó. Những cái kia xông vào linh kiếm phái các đệ tử trong nháy mắt biến mất tại kim đấu thắng đám người trong tầm mắt. Toàn bộ linh kiếm phái từ bên ngoài nhìn một mảnh yên tĩnh. Tựa như cho tới bây giờ liền không có người xông đi vào một dạng khương bạn nguyệt trên mặt cơ bắp có chút co rúm hắn một mặt không thể tin hỏi cái này đây là chu thiên tinh đấu đại trận vong trần chân nhân ánh mắt yên tĩnh chậm rãi mở miệng nói chính là khương bạn nguyệt đạt được vong trần xác nhận sau vẫn là không chịu tin tưởng linh kiếm phái nếu có chu thiên tinh đấu đại trận làm yểm hộ đừng nói bọn hắn chút người này coi như lục đại phái cao thủ cùng đến cũng chưa chắc có thể xông đi vào không không có khả năng Chu Thiên Tinh đấu đại trận sớm đã thất truyền, không có khả năng bố trí đi ra. Giả, cái này nhất định là giả. Khương Bạn Nguyệt trừng to mắt cẩn thận quan sát lấy linh kiếm phái bố trí trận pháp. Hắn chợt phát hiện cái gì, lập tức lớn tiếng phản bác, "Không đối, các ngươi linh kiếm phái trận pháp này chỉ có 365 chỗ tinh thần chi lực. Chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối ứng 14800 chỗ tinh thần, kém chút để cho ngươi lừa. Đó căn bản không phải Chu Thiên Tinh đấu đại trận." vong trần chân nhân thản nhiên nói trận này đúng là chu thiên tinh đấu đại trận chỉ là còn chưa hoàn toàn bố trí xong thôi nhưng dù vậy ứng phó mấy vị mang tới người cũng đầy đủ dùng khương bạn nguyệt lần nữa xem xét cẩn thận một trận linh kiếm phái chung quanh điểm điểm tinh quang những tinh quang này đúng là dựa theo trên trời 365 chỗ vị trí của ngôi sao chỗ bố trí xác thực có thể là còn chưa triệt để hoàn thành chu thiên tinh đấu đại trận khương bạn nguyệt nhị không được hỏi vong trần nguyên lai like ngươi đã sớm làm xong cùng chúng ta trở mặt chuẩn bị ngươi cố ý bố trí xuống loại đại trận này để cho chúng ta tự chui đầu vào lưới ngươi có bao giờ nghĩ tới hôm nay nếu là máu chảy thành sông các ngươi linh kiếm phái sẽ nghênh đón cái gì vong trần chân nhân không để ý đến khương bạn nguyệt chất vấn mà là đem ánh mắt nhìn về phía kim đấu thắng hắn khẽ thở dài nói kim phó trưởng xem ra ngây thơ người không chỉ chỉ có ta mộc sư muội một người cái này khương nhị cung chủ càng so với ta hơn mộc sư muội còn muốn ngây thơ kim đầu thắng mặt đen lên không nói một lời trong lòng thầm mắng khương bạn nguyệt không có đầu óc điều lúc này linh kiếm phái sẽ còn quan tâm cái uy hiếp gì coi như linh kiếm phái không có bố trí cái này cái gì cầu thí đại trận hai bên nhân mã còn không phải một trận chém giết vong trần chân nhân khẽ vẫy trong tay lôi kiếm thản nhiên nói mấy vị đắc tội phổ minh đại sư đã sớm nghe nói vong trần chân nhân danh tự cũng đã được nghe nói vong trần lôi linh căn đủ loại chỗ kỳ lạ nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đem vong trần chân nhân để ở trong mắt đối với hắn mà nói vong trần bất quá là một tên tiểu bối mà thôi hắn tấn thăng hóa thần cảnh thời gian sau vong trần niên kỷ còn lớn hơn cho tới hôm nay thấy tận mắt lấy vong trần người này hắn mới biết được vong trần có thể lên làm linh kiếm phái trưởng môn dựa vào là không chỉ là linh kiếm phái người mới tàn lụi hắn quả nhiên có chút thủ đoạn nhưng ở phổ minh đại sư trong mắt vong trần chân nhân điểm này thủ đoạn bất quá là chạy trốn bản sự thôi thật muốn động thủ chính mình vẫn là sẽ không thua huống chi bọn hắn bên này còn có ba vị hóa thần cao thủ bốn trọi một ưu thế áp đảo phổ minh đại sư miệng tuyên phật hiệu đối với chung quanh kim đấu thắng bọn người nói a di đà phật mấy vị còn đang chờ cái gì chẳng lẽ đang đợi vong trần trưởng môn đem chúng ta từng cái đánh tan phải không kim đấu thắng hừ lạnh một tiếng sự tình đã đến tình trạng này xác thực không có gì đáng nói hắn không cần phải nhiều lời nữa cầm trong tay kim đao chính diện hướng phía vong trần công tới Kim đầu thắng cái này nhìn như nhẹ nhàng một đao, lại mang theo một trận tiếng sắt thép va chạm, tựa như thiên quân vạn mã nhào về phía vong trần. Dư hoài nhân bởi vì bị vong trần đâm một kiếm, trong lòng đối với vong trần thống hận viễn siêu người bên ngoài. Gặp kim đầu thắng đã động thủ, hắn cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. Chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay thêm ra một cây kim hồng sen lẫn trường thương. Cán thương bên trong ánh lửa lưu chuyển, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận hỏa linh lực. Dư hoài nhân làm trường thương điểm hướng vong trần hậu tâm thương anh lập tức biến thành thiêu đốt lên tử hỏa không khí chung quanh đều tại cái này tử hỏa thiêu đốt bên dưới trở nên vặn vẹo đối mặt hai người giáp công vong trần chân nhân không có né tránh mà là lựa chọn đang đối mặt địch vong trần chân nhân trong tay lôi kiếm điện quang lập lòe dẫn đầu đón nhận kim đấu thắng kim đao kim đao cùng lôi kiếm tấn công trong nháy mắt kim qua thiết mã đối đầu cuồn cuộn lôi đình hai người cường cường đối kháng trong lúc nhất thời lại cũng người này cũng không làm gì được người kia nhưng vào lúc này Dư Hoài Nhân tử diễm hỏa tiêm thương đã giết tới. Lửa cực nóng diễm còn chưa chờ tiếp cận vong trần chân nhân liền đã đem toàn bộ không gian đều thiêu đốt có chút vặn vẹo. Vong trần chân nhân một tay cầm kiếm chống đỡ kim đấu thắng kim đao. Trên tay kia lôi đỉnh cuồn cuộn, một đoàn lôi điện màu tím trong lòng bàn tay ngưng tụ. Gặp Dư Hoài Nhân hỏa tiêm thương đánh tới, vong trần chân nhân trực tiếp một trưởng đẩy ra. Một đạo lôi đỉnh màu tím chạy về phía Dư Hoài Nhân. Dư Hoài Nhân không kịp thu tay lại, lôi đỉnh chính giữa hỏa tiêm thương mũi thương cái kia lôi điện tựa như một đầu hung mãnh rắn độc một dạng vượt qua mũi thương thuận cán thương bò lên trên dư hoài nhân cánh tay dư hoài nhân toàn thân chấn động lập tức đứng thẳng bất động giữa không trung cường đại lôi đình chi lực để cả người hắn đều ở vào tê liệt ở trong trong tay tử diễm hỏa tiêm thương cũng lại khó mà đâm xuống vong trần chân nhân tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này một trưởng vung ra đằng sau lập tức lại là một trưởng vỗ hướng trước mặt kim đấu thắng sấm xét màu tím thẳng đến kim đấu thắng ngực bụng Kim đấu thắng nhìn thấy lôi đình đánh tới, vội vàng bước ra trở ra. Trực tiếp dùng kim đao tại ngực bụng ở giữa múa ra một đoàn lang lệ đao mặc ngăn trở vong trần chân nhân trưởng tâm lôi. Vong trần chân nhân một chiêu bước lui kim đấu thắng sau cũng không có truy kích. Tại kim đấu thắng rút lui trước tiên, vong trần chân nhân liền đã quay người thẳng hướng dư hoài nhân. Dư hoài nhân chưa mắt nhìn một kiếm đâm về lồng ngực của hắn, hắn lại động đậy không đợi. Thầm nghĩ trong lòng một câu không tốt, chẳng lẽ hôm nay lại muốn mất mạng nơi này. Ngay tại Dư Hoài Nhân lòng như trong nguội thời khắc, một đoàn màu đỏ chót cà sa đem Dư Hoài Nhân bao lại. Vong Trần Chân Nhân một kiếm đâm vào cà sa phía trên. Trên cà sa kim quang đại thịnh, từng cái Phật môn chữ vạn chân ngôn thoáng hiện, hoàn toàn ngăn trở Vong Trần Chân Nhân thế công. Vong Trần hơi nhướng mày, lôi kiếm phía trên lập tức hiện ra cuồn cuộn lôi đình. Lôi điện cùng Phật môn chân ngôn đan vào một chỗ. Phật môn chân ngôn không ngừng bị lôi đình chém nát, thế nhưng là rất nhanh lại không ngừng từ cà sa phía trên xuất hiện. Vong Trần chân nhân biết nếu như vậy rằng con nữa bất quá là vô ích linh lực. Nếu như là một trọi một, hắn cũng là không quan tâm. Nhưng bây giờ lấy một địch bốn, nếu như so đấu linh lực tiêu hao, mình tuyệt đối không phải bốn người đối thủ. Biết đã vô pháp giết chết dư hoài nhân. Vong Trần lập tức thu kiếm ngược lại công hướng Phổ Minh Đại Sư. Lôi kiếm vào đầu rơi xuống. Phổ Minh Đại Sư đã sớm chuẩn bị, miệng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật. Chỉ thấy Phổ Minh Đại Sư sau lưng hiện ra đạo kim quang, một cái do linh lực ngưng tụ mà thành Phật Muôn Kim thân đem phổ minh đại sư bao phủ trong đó. Vô luận vong Trần Chân Nhân lôi kiếm thế công như thế nào linh lực, vậy mà đâm không phá tòa này kim thân. Trong chớp mắt, vong Trần Chân Nhân lấy một địch ba, cùng ba người giao thủ mấy chiêu. Mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng nếu là muốn trong thời gian ngắn giết ba người nhưng cũng lộ ra hữu tâm vô lực. Trên trận khương bạn nguyệt mặc dù cũng nghĩ đi lên hỗ trợ, nhưng hắn một không có kim đấu thắng hộ chủ kim đao hai không có phổ minh đại sư hộ thể kim thân. Tùy tiện xông đi lên, chính là kế tiếp dư hoài nhân. Đến lúc đó, phổ minh đại sư nhưng không có kiện thứ hai Phật môn cả xa tới cứu hắn. Vừa nghĩ đến đây, Khương Bạn Nguyệt liền đã bắt đầu sinh thoái ý. Cùng ở chỗ này cùng vong trần đả sinh đả tử, chẳng thừa dịp ba người ở chỗ này cùng vong trần dây dưa, chính mình đi linh kiếm phái khi dễ khi dễ những môn nhân đệ tử kia. Bất quá là một cái không hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận. Lượng nó cũng không làm gì được chính mình. Khương Bạn Nguyệt trước khi đi không quên đối với kim đấu thắng bọn người chào hỏi, mấy vị, các ngươi chịu đựng. Ta trước phá linh kiếm phái trận pháp, cứu chúng ta những cái kia vào trận các đệ tử. Vì để tránh cho hỏng bét người chế nhạo, Khương Bạn Nguyệt trước khi đi tìm cho mình một cái hoàn mỹ lấy cớ. Vong Trần Chân Nhân có lòng muốn muốn đi đuổi, có thể Khương Bạn Nguyệt đã biến mất tại trong ánh mắt của hắn. Vong Trần Chân Nhân biết đây là hắn đã tiến nhập trong trận pháp. Trận pháp đã đem hành tích của hắn che giấu. Từ bên ngoài đến xem linh kiếm cử đi một mảnh yên tĩnh trên thực tế đó bất quá là chu thiên tinh đấu đại trận sinh ra một cái chướng nhãn pháp mà thôi bên trong tình huống chân thật ở bên ngoài căn bản nhì không ra gặp khương bạn nguyệt tiến nhập chu thiên tinh đấu đại trận vong trần đành phải tạm thời từ bỏ truy kích dự định trước tiên đem trước mắt ba người giải quyết hết lại nói lê băng nhạn dẫn một đám hắc thủy cung người phóng tới linh kiếm phái giữa không trung nàng bỗng nhiên cảm giác được chung quanh linh lực có một chút diệu biến hóa nàng chưa kịp kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cảnh sát chung quanh bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Nguyên bản trước mắt có thể thấy rõ ràng linh kiếm phái đỉnh núi lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Lê Băng Nhạn lập tức thầm nghĩ không tốt, tức miệng mắng to, đáng giận, lại là trận pháp. Nàng từng tại Tiểu Trúc Phong bị trận pháp hố qua một lần, vừa thấy được trận pháp nàng liền không khỏi giận từ tâm lên. Đang muốn chào hỏi chung quanh hắc thủy cung đệ tử coi chừng. Vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng lại không có một ai. Lê Băng nhạn khí dậm chân. Có thể nàng lại không thông trận pháp, chỉ có thể kiên trì một mình tiếp tục thâm nhập sâu. Vừa đi chưa được mấy bước, một viên lập loài tinh quang này thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lê Băng nhạn đập tới. Lê Băng nhạn lửa giận chính không thể nào phát tiết, gặp thiên thạch rơi xuống, đưa tay chính là một viên uy lực 10 phần hỏa cầu đập đi lên. Oanh! Một tiếng to lớn bạo hưởng. Thiên thạch ở giữa không trung bị Lê Băng nhạn đạp nát. Vô số hòn đá hỗn hợp có hỏa diễm rơi xuống từ trên không, tựa như trên trời rơi xuống mưa lửa một bên khác chính uể oải nằm nhòi ôn tình sau lưng thu yên nhu bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tinh thuần hỏa linh lực ánh mắt của nàng sáng lên cười híp mắt tại ôn tình bên tai thấp giọng nói hảo muội muội trận pháp này dạng này có thể đi không đi ra theo sát ta nói xong thu yên nhu có chút lưu luyến không rời từ ôn tình trên thân đứng lên nàng lôi kéo ôn tình tay hướng phía lê băng nhạn vị trí đi đến lê băng nhạn tại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong một đường mạnh mẽ đâm tới Phàm là đối với nàng tiến hành công kích pháp thuật tất cả đều bị nàng lấy tư thái ương ngạnh đánh trả đi qua. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận mặc dù là đông thần châu đệ nhất đại trận, nhưng Tiêu Vân cũng không có đem nó bố trí hoàn toàn, chỉ là một cái tàn trận mà thôi. Đối phó Kim Đan cao thủ mặc dù dư xài, nhưng đối phó với Nguyên Anh cao thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nó vây khốn. Bây giờ Lê Băng Nhạn tu vi thẳng bức hóa thần cảnh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tự nhiên là không làm gì được nàng có thể lê băng nhạn không thông trận pháp chi đạo nàng muốn từ trong đại trận đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy lê băng nhạn tại trong đại trận điên cuồng phá hư ý đồ dùng ma lực đem đại trận phá hủy các loại hỏa cầu pháp thuật đem linh kiếm núi đá cỏ cây đập hoàn toàn thay đổi ngay tại lê băng nhạn phá hủy trước mắt vùng núi này muốn đi một chỗ khác đỉnh núi làm phá hư thời điểm sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiều mị tiếng cười không nghĩ tới một cái nho nhỏ hạ giới lại còn có loại này thánh thể hảo muội muội ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Nếu không phải ngươi khăng khăng muốn trở về gặp ngươi cái kia tiêu lang một lần cuối, ta cũng không gặp được tốt như vậy đỉnh lô. Lê Băng Nhạn nghe được tiếng nói chuyện hậu tâm đầu siết chặt. Lại có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng nàng đều không có phát hiện. Nàng lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại. liền phát hiện một cái dung mạo kiều diễm nữ tử chính cười híp mắt đánh giá nàng. Nữ tử này sinh kiều diễm động lòng người. Mặc quần áo càng là lớn mật, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mê người mị lực lê băng nhạn mặc dù cũng là nữ nhân nhưng nhìn đến nàng đằng sau cũng bất giác có chút miệng đắng lưỡi khô ánh mắt của nữ nhân này để lê băng nhạn vô cùng không thoải mái ánh mắt của nàng cho lê băng nhạn cảm giác tựa như nàng cũng không phải là đang nhìn một người mà là tại dò xét một kiện thương phẩm một cái đồ chơi lê băng nhạn cảm thấy mình tựa như không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt của nàng tại nàng đây nhìn soi mói chính mình không có bất luận bí mật gì Loại này lúng túng cảm giác thoáng qua tức thì. Bởi vì Lê Băng Nhạn cảm xúc đã bị phẫn nộ thay thế. Nàng nhìn thấy nữ nhân kia sau lưng một người khác. Ôn tình. Cái kia đưa nàng một tiễn xuyên tìm nữ nhân. Cho tới bây giờ, Lê Băng Nhạn mỗi lần nghĩ đến tình cảnh lúc ấy cũng nhịn không được tim phát lạnh. Chui kia băng lãnh kiếm, liền khinh địch như vậy đâm vào nàng lòng nhiệt huyết bẩn. Đau đớn cũng không phải là nhất làm cho nàng khó mà chịu được trong tích tắc kia đáy lòng sợ hãi cùng không cam lòng mới là để nàng tuyệt vọng nhất bất lực nếu như có thể mà nói lê băng nhạn vĩnh viễn không muốn lại trải nghiệm loại cảm giác này đồng thời nàng cũng muốn để ôn tình nếm thử loại kia đối mặt tử vong tư vị lê băng nhạn con ngươi dần dần biến thành xích hồng sắc nàng cắn chặt răng ngà từ trong hàm răng gạt ra hai chữ ôn tình ôn tình không ngờ tới ở chỗ này còn có thể trông thấy lê băng nhạn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc à. nàng nhớ rõ là chính mình một kiếm đưa nàng đâm chết thi thể bị sư đệ tiêu vân đá tiến vào long huyệt trong vực sâu về sau tại chân long huyễn cảnh bên ngoài lại lần nữa nhìn thấy nàng ôn tình lúc đó liền không có nghĩ rõ ràng lê băng nhạn vì sao bỗng nhiên sống lại bây giờ tại linh kiếm phái lần nữa gặp mặt ôn tình cũng có chút ngoài ý muốn nghe được lê băng nhạn gọi nàng danh tự ôn tình khẽ thở dài nói lê cô nương một cái chính mình đã từng giết chết người lại xuất hiện ở trước mặt mình cái này thật sự là một kiện để cho người ta chuyện lúng túng Lê Băng Nhạn nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, đã ngươi còn nhớ rõ ta, vậy cũng không cần nhiều lời. Hôm nay hai người chúng ta ân oán, ngay ở chỗ này thanh toán một chút. Ôn tình lời gì cũng không nói đem băng phách kiếm nắm trong tay, làm ra một bộ nguyên chiến chuẩn bị. Mặc dù nàng ngày đó tại chân long huyễn cảnh long huyệt bên trong cũng không muốn giết Lê Băng Nhạn. Nhưng Lê Băng Nhạn đúng là chết tại trong tay nàng. Nàng sẽ không của người phúc ta để Lê Băng Nhạn từ bỏ đối với nàng cừu hận. Lê Băng Nhạn bây giờ tìm đến nàng báo thù, nếu như nàng không muốn đem mệnh của mình bồi cho lê băng nhạn vậy cũng chỉ có thể nghênh chiến lại giết một lần lê băng nhạn một mực tại bên cạnh nhiều hứng thú đánh giá lê băng nhạn thu yên nhu bỗng nhiên cười đối với bên người ôn tình hỏi hảo muội muội ngươi cùng với nàng nhận biết thu yên nhu duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng lê băng nhạn ôn tình khẽ gật đầu thu yên nhu cười tủm tỉm nói tiếp đi nhìn nàng cái dạng này tựa hồ đặc biệt hận ngươi còn muốn giết ngươi có phải hay không ôn tình vẫn là gật đầu Thu Yên Nhu cười hỏi, vậy ngươi có hận hay không nàng? Ôn tình nghĩ nghĩ, nếu như nàng đối với Lê Băng Nhạn có hận, cũng chỉ là nàng ban đầu ở chân long huyễn cảnh đoạt tiêu vân đầu vật. Ngày đó chính mình đưa nàng một tiễn xuyên tim, nàng sớm đã bỏ ra vốn có trừng phạt. Lúc này nàng đối với Lê Băng Nhạn xác thực không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Chỉ là Lê Băng Nhạn đơn phương muốn tìm chính mình báo thù, Mà nàng lại không muốn chết, chỉ có thể bị ép lại giết một lần Lê Băng Nhạn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi ôn tình thành thật trả lời nói ta đối với Lê Cô Nương cũng không có oán hận gì chi ý, nếu như nàng cứ vậy rời đi, ta sẽ không làm khó nàng. Lê Băng Nhạn cười lạnh một tiếng nói, ngươi đương nhiên không nhiều ta, bởi vì lúc trước bị một kiếm xuyên tim không phải ngươi. Hôm đó nếu là ta đem các ngươi tất cả đều giết, ta hiện tại sẽ biểu hiện so ngươi còn muốn tha thứ. Ha ha, ngươi sẽ không làm khó ta đúng không? Nhưng ta hôm nay hết lần này tới lần khác chính là đến làm khó ngươi. Vừa dứt lời, Lê Băng Nhạn liền chuẩn bị động thủ mà đúng lúc này đợi thu yên nhu thản nhiên nói nếu muội muội ngươi không hận nàng vậy liền dễ làm nhiều không phải vậy để cho ngươi cả ngày đối mặt với một cái chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết người tức giận ta tình nguyện ở chỗ này đem nàng giết thu yên nhiên quay đầu nhìn muốn lê băng nhạn hướng về phía nàng nở nụ cười xinh đẹp từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nô tỳ về sau ngoan ngoãn nghe ta nói ta mang ngươi rời đi nơi này lê băng nhạn đầu tiên là nao nao sau đó lập tức cười nàng giống như nghe được toàn thế giới buồn cười nhất cho cười một dạng, cười nàng nhánh hoa run rẩy. Ha ha, ngươi nói cái gì? Ha ha ha. Mười cái hô hấp đằng sau, Lê Băng Nhạn lúc này mới dần dần ngưng cười âm thanh, nhưng nàng vẫn là khó nén ý cười. Ngươi, ngươi nói để cho ta coi ngươi nô tỳ. Ha ha ha. Lê Băng Nhạn lại nhịn không được bật cười. Thu Yên Nhu cười tủm tỉm nhìn xem Lê Băng Nhạn, phản ứng gì cũng không có. Ôn tình lại là nhíu mày nàng chậm rãi đem băng phách kiếm thu vào, bởi vì nàng biết Thu Yên Nhu nói được thì làm được. Nàng muốn Lê Băng Nhạn làm nô tỳ, Lê Băng Nhạn liền tuyệt không phản kháng khả năng. Lê Băng Nhạn rốt cục nhịn được tiếng cười. Nàng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm ôn tình cùng Thu Yên Nhu nói, muốn cho ta coi ngươi nô tỳ. Ừ, ta muốn các ngươi hai cái tất cả đều chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, Lê Băng Nhạn đã phi thân nhào về phía ôn tình. Nàng từ khi hắc long đao bị tiêu vân cướp đi đằng sau, nàng cũng không có tìm được tiện tay binh khí. Lại thêm thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại dùng đã quen hắc long đao, bình thường binh khí Lê Băng Nhạn cũng không để vào mắt. Lê Băng Nhạn trực tiếp cũng chỉ là bắt, tham song chảo phân biệt chụp vào ôn tình cùng Thu Yên Nhu. Mắt thấy Lê Băng Nhạn phi thân công tới, ôn tình không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Ngay tại Lê Băng Nhạn vừa mới đến gần đạo Thu Yên Nhu phụ cận thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng không thể kháng cự nắm nàng cổ. Lê Băng Nhạn bị Thu Yên Nhu một tay sách ở giữa không trung. Trong mắt của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lê Băng Nhạn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Thu Yên Nhu là thế nào xuất thủ liền đã bị chế trụ. Nàng hai tay gắt gao bắt lấy Thu Yên Nhu cánh tay ý đồ từ trong tay nàng tránh ra khỏi. Có thể cứ việc nàng sử xuất lực lượng toàn thân, tại Thu Yên Nhu trước mặt cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Thu Yên Nhu lực lượng tựa như một tòa sừng sững bất động núi lớn, mà nàng tựa như là một cái mưu toan lay núi sâu kiến lê băng nhạn vùng vẫy một trận phát hiện không có tác dụng đằng sau dần dần từ bỏ chống cự nàng đóng lại hai mắt làm thân thể của mình hoàn toàn trầm tĩnh lại thu yên nhu thấy thế coi là lê băng nhạn nhanh như vậy liền khuất phục đang muốn buông tay bỗng nhiên cảm giác được lê băng nhạn thể nội bộc phát ra một cỗ cực mạnh hỏa linh lực lê băng nhạn đột nhiên mở hai mắt ra thời khắc này nàng khí chất thay đổi hoàn toàn hai mắt đỏ ngầu tựa như là một cái nhắm người mà phệ dã thú hung ác lăng lệ Lê Băng Nhạn thử lấy miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng. Nắm lấy Thu Yên Nhu ngón tay cũng mọc ra móng tay sắc bén. Thân thể nàng hỏa linh lực đang không ngừng kéo lên. Thu Yên Nhu khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: "A, à, tinh thuần như thế huyết mạch còn là lần đầu tiên gặp, thế giới này thật đúng là có thể cho ta mang đến không ít kinh hỉ đâu." Thu Yên Nhu tiếng nói hay là uể oải. Đối với Lê Băng Nhạn biến hóa nàng tựa hồ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hoặc là nói nàng vẫn là không có đem Lê Băng Nhạn để ở trong mắt một bên ôn tình cảm nhận được lê băng nhạn biến hóa sau khi không khỏi nhíu mày nàng rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh không được kéo lên lê băng nhạn mái tóc màu đỏ rực kia tựa hồ muốn bốc cháy lên bình thường theo gió phiêu lãng cực nóng nhiệt độ cao phảng phất muốn đốt sạch vạn vật ôn tình chỉ là tới gần cũng đã cảm thấy có chút không chống đỡ được nàng theo bản năng lùi về phía sau mấy bước thu yên nhu lại hoàn toàn không nhìn dị thường này mãnh liệt nhiệt độ cao ngược lại là một mặt hưởng thụ cảm thụ được cỗ này hỏa linh lực trùng kích thân thể của nàng cứ việc lê băng nhạn đã bị một ý thức khác chiếm cứ thân thể cứ việc nó dốc hết toàn lực đang dãy ruộng có thể nàng vẫn là không tránh thoát thu yên nhu khống chế lê băng nhạn bỗng nhiên hé miệng một đoàn nổ tung vô địch không gì sánh được hỏa linh lực tại trong miệng của nàng ngưng tụ rất nhanh cỗ này hỏa linh lực liền ngưng tụ thành một quả cầu hình ôn tình có thể rõ ràng cảm nhận được cái này do hỏa linh lực tạo thành quả cầu năng lượng bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngay tại ôn tình kinh dị tại Lê Băng Nhạn vì sao có thể có như thế thủ đoạn công kích khủng bố thời điểm. Cái này hỏa linh lực ngưng tụ quả cầu năng lượng đã hướng phía Thu Yên Nhu vọt tới. Khoảng cách gần như thế, Thu Yên Nhu căn bản không có cơ hội né tránh. Thu Yên Nhu cũng căn bản không nghĩ tới muốn tránh. Đối mặt phun ra mà đến quả cầu năng lượng, Thu Yên Nhu hời hợt hờ duỗi ra một tay khác ngăn tại trước mặt đoàn năng lượng kia bóng liền tựa như một cái đồ chơi bình thường bị thu yên nhu nắm ở trong tay nàng đem cái này năng lượng bóng hướng nơi xa đỉnh núi nhẹ nhàng ném đi oanh một tiếng rung trời bạo hưởng hơn ngàn mét linh sơn bị trong nháy mắt bị san thành bình địa tòa này linh sơn liền ngay cả khói bụi cũng không kịp sinh ra liền đã triệt để thiêu đốt hầu như không còn cái kia quả cầu năng lượng uy lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm có thể coi là cường đại như thế công kích không làm được gì thu yên nhu Ôn Tình Trừng to mắt không thể tin nhìn xem phát sinh ở một màn trước mắt. Nàng biết Thu Yên Nhu cường đại đến để nàng khó mà phản kháng. Có thể nàng chưa bao giờ nghĩ tới, uy lực như thế thần thông pháp thuật, Thu Yên Nhu vậy mà có thể dạng này hời hợt đem nó tiếp được. Trên đời này có cường đại như vậy nhục thân sao? Cái này còn tính là người sao? Lê Băng Nhạn vừa mới thi triển thần thông pháp thuật, liền xem như trưởng môn chân nhân cũng không có khả năng dựa vào nhục thân sau đó đi. Nếu như trên đời thật có mạnh như vậy nhục thân dạng gì thần binh lợi nhận mới có thể gây tổn thương cho hại đến nàng. Ôn tình tâm đã triệt để chìm xuống dưới. Coi như toàn bộ đông thần châu tu sĩ chung vào một chỗ, chỉ sợ đều khó mà làm bị thương Thu Yên Nhu mảy may. Ngay tại ôn tình vẫn tại cái này khiếp sợ thời điểm. Thu Yên Nhu hơi không kiên nhẫn nhíu mày. Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn ngươi là sẽ không trung thực, hay là ôn tình muội muội nghe lời. Nói xong, Thu Yên Nhu nhẹ nhàng một chưởng đánh vào lê băng nhạn trên ngực bụng còn tại dãy ruộng lê băng nhạn tựa như gặp cái gì đà kích trí mạng thân thể đột nhiên cuộn mình thành một đoàn con ngươi của nàng không ngừng phóng đại hai ba cái hô hấp đằng sau lê băng nhạn thân thể triệt để mềm nhũ ra hai cánh tay của nàng tứ chi vô lực rũ xuống giữa không trung một đầu xích hồng sắc tóc cũng dần dần cởi là màu đen thu yên nhu lại là nhẹ a à một tiếng lại còn là thủy hỏa đã tế thú vị thú vị thu yên nhu buông lỏng ra bắt lấy lê băng nhạn cổ tay lê băng nhạn lập tức liền giống một bãi bùn nhão một dạng sụi lơ trên mặt đất nàng đã triệt để đã mất đi ý thức coi như ôn tình lúc này ở ngực nàng bổ sung một kiếm lê băng nhạn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào ôn tình nhíu mày nhìn xem trên đất lê băng nhạn nói ngươi định đem nàng thế nào thu yên nhu lần nữa tới đến ôn tình sau lưng từ phía sau vây quanh ở ôn tình vòng eo cả người giống như không có xương cốt một dạng nằm nhòi ôn tình trên lưng nàng đem đầu tựa ở ôn tình trên bờ vai tại ôn tình bên tai nói khẽ mang về, nuôi đứng lên, tựa như ngươi một dạng, về sau nàng cũng là người của ta. Ôn tình kìm lòng không được dùng mình một cái. Mỗi một lần Thu Yên Nhu nằm nhoài trên lưng của nàng, nàng cũng cảm giác trên lưng mình tựa như quấn lấy một con rắn độc. Không, Thu Yên Nhu so rắn độc còn muốn ngoan độc. Ôn tình trầm mặc không nói nàng không biết nên nói Lê Băng Nhạn là may mắn hay là bất hạnh. Nếu nói nàng là bất hạnh, cái kia Thu Yên Nhu chỉ ít còn không có bị giết chết nàng, nàng còn có thể còn sống. Nhưng nếu nói nàng là may mắn, rơi vào thu yên nhu trong tay có lẽ càng đáng sợ hơn so với cái chết ôn tình tận mắt chứng kiến qua thu yên nhu như thế nào đối đãi nàng không thích người cũng không thể nói đúng không ưa thích chỉ có thể nói là thu yên nhu đã từng ưa thích qua các nàng về sau không thích có lẽ là bởi vì ngán cũng có lẽ là bởi vì các nàng chuyện nào đó làm để thu yên nhu không cao hứng cho nên nàng không thích một khi thu yên nhu không thích những người kia hạ chàng so chết còn muốn thống khổ mấy lần gấp mấy chục lần thậm chí là mấy trăm lần Thu Yên Nhu gặp ôn tình tựa hồ có chút dầu dĩ không vui. Nàng thanh âm kiều mị nói, thế nào hảo muội muội ăn dấm Ngươi yên tâm, nàng chỉ bất quá chỉ là một cái nô tỳ mà thôi, ngươi trong lòng ta vị trí cùng nàng không giống với. Ôn tình trong lòng chỉ có cười khổ. Có cái gì không giống với? Đến cuối cùng còn không phải muốn bị Thu Yên Nhu tra tấn thành tên điên. Nàng tha rằng chết, cũng không muốn chính mình biến thành dạng như vậy. Cho nên nàng trở về. Nàng muốn về đến gặp lại một lần tiêu sư đệ gặp lại một lần sư tôn, gặp lại một lần trọng sư huynh, gặp lại một lần trưởng môn chân nhân, gặp lại một lần nàng từ nhỏ đến lớn không hề rời đi qua linh kiếm phái. Chỉ cần có thể gặp lại một lần những này để trong nội tâm nàng lo lắng người cùng vật một lần cuối, nàng liền không có tiếc nuối. Ôn tình khẽ khẽ thở dài, đang muốn rời đi nơi này. Chợt nghe Thu Yên Nhu thản nhiên nói, ngươi ở nơi đó lén lén lút lút nhìn hồi lâu, còn không có nhìn đủ sao. Trốn ở một gốc đại thụ che trời phía sau Khương Bạn Nguyệt cả người đều lạnh một nửa. Mồ hôi lạnh đã đem sau lưng của hắn quần áo ướt đẫm. Từ khi tiến vào cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Khương Bạn Nguyệt liền tìm kiếm khắp nơi phá trận trận nhãn, bởi vì cảm nhận được dị dạng linh lực ba động, Khương Bạn Nguyệt lúc này mới tìm đến nơi này. Hắn vừa đến đã thấy được cái kia một tay bắt hắn đáng sợ nữ nhân chính nắm lấy Hắc Thủy cung cung chủ Lê Băng Nhạn. Khương Bạn Nguyệt xem xét là nữ nhân kia liền chuẩn bị muốn đi có thể về sau nhìn thấy Lê Băng Nhạn sử dụng một cái uy lực cực mạnh thần thông pháp thuật. Khương Bạn Nguyệt liền ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nữ nhân này làm như thế nào ứng đối khoảng cách gần như vậy công kích. Bởi vậy hắn lặng lẽ núp ở phía sau một cây đại thụ mặt nhìn trộm. Khi hắn nhìn thấy Khương Bạn Nguyệt dễ dàng liền đem Lê Băng Nhạn công kích tiếp được đằng sau còn tưởng rằng là Lê Băng Nhạn bản sự không được. Có thể đoàn năng lượng kia bóng đem một tòa ngàn mét núi cao trong nháy mắt đốt không còn sót lại một chút cặn sau khương bạn nguyệt triệt để minh bạch không phải lê băng nhạn thủ đoạn không được là nữ nhân này quá mạnh nàng có thể một tay bắt mình tuyệt đối không phải dựa vào là cái gì mưu lợi biện pháp mà là thật sự lực lượng nghiền ép khương bạn nguyệt trốn ở phía sau đại thụ thở mạnh cũng không dám một chút hắn không nhúc nhích sợ bị nữ nhân đáng sợ kia phát hiện nhưng dù cho như thế hắn vẫn là bị phát hiện thu yên nhu thanh âm mặc dù kiều mị động lòng người nhưng tại khương bạn nguyệt trong tai đơn giản so trong địa ngục ác quỷ còn muốn đáng sợ ngay tại khương bạn nguyệt do dự muốn hay không lập tức thời điểm chạy trốn thu yên nhu thanh âm vang lên lần nữa không còn ra ngươi nhưng liền không có cơ hội thu yên nhu thanh âm không hề giống là uy hiếp càng giống là tại cùng hảo bằng hữu nói dỡn có thể khương bạn nguyệt biết đây tuyệt đối không phải nói cười nếu như chính mình không lập tức ra ngoài sợ là muốn đem mạng nhỏ viết di trúc ở đây rồi hắn cắn răng từ sau cây lượng quanh đi ra trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi hướng về phía khương bạn nguyệt chấp tay nói đi ngang qua nơi này, vốn không muốn quấy rầy tiên tử, không nghĩ tới lại làm cho tiên tử phát hiện. Tiên tử gọi tại hạ đi ra thế nhưng là có cái gì phân phó. Thu Yên Nhu đem đầu tựa ở ôn tình trên bờ vai. Nàng tùy ý nhìn lướt qua Khương bạn Nguyệt liền không nhìn hắn nữa. Cuối cùng ánh mắt rơi về phía trên mặt đất lê băng nhạn. Thu Yên Nhu thản nhiên nói, mặc dù dung mạo ngươi xấu xí một chút, nhưng dưới mắt không người có thể dùng. Đành phải chấp nhận lấy sai xử đi hảo muội muội của ta còn muốn tại cái này cái gì linh kiếm trong phái trì hoãn một hồi ngươi ở phía sau hầu hạ mang ta lên mới bắt nô tỳ theo ta đi khương bạn nguyệt lộ ra một cái khó coi cười khổ hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn xấu thời niên thiếu hắn liền có ngọc diện lang quân mỹ danh bây giờ tu vi có thành tựu khi chất càng lộ vẻ thành thục ổn trọng đông thần châu muốn cùng hắn kết làm đạo lữ nữ tu sĩ không có mười nghìn cũng có tám nghìn không nghĩ tới hôm nay lại bị người nói xấu khương bạn nguyệt chỉ có thể cười cười hắn cũng không dám phản bác lại không dám phản kháng có thể bị tiên tử phân công khương mẫu vinh hạnh đã đến khương bạn nguyệt cười theo nói ra sau đó lập tức tiến lên đem lê băng nhạn kéo trên vai sau đó giống đầu nịnh nọt chủ nhân chó một dạng nhắm mắt theo đuôi đi theo thu yên nhu sau lưng liền xem như đối với hắn lão mẫu khương bạn nguyệt đều không có dạng này khiêm cung qua thu yên nhu bỗng nhiên che miệng cười nói người mặc dù dung mạo khó coi điểm lại hiểu được làm sự tình thời điểm ra đi miễn cưỡng mang lên người đi, khương bạn nguyệt trong lòng giật mình, mang lên hắn, dẫn hắn đi đâu? Mặc dù trong lòng có chỗ nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, lại không dám đáp ứng. Ai biết cái này nữ nhân đáng sợ muốn đem hắn đưa đến đi đâu? Hắn chỉ có thể ở một bên lúng túng cười theo. Linh kiếm phái Long thủ phong tàng kinh các, võ hầu chính khoanh chân ngồi tại một chỗ lóe ra bạch quang kỳ dị phù văn bên trong, tại bên cạnh hắn là hai cây do lục nham trúc chế thành nhật nguyệt tinh thần cờ. Hai mặt cờ phướn vòng quanh võ hầu không ngừng xoay tròn. Chu thiên tinh đấu đại trận cũng theo võ hầu điều khiển không ngừng ngăn cản lấy xâm nhập linh kiếm phái địch nhân. Đột nhiên, một đạo điện quang màu tím cấp tốc hướng về tàng kinh các. Đang chuyên tâm điều khiển chu thiên tinh đấu đại trận võ hầu đột nhiên mở hai mắt ra lập tức nghênh đón tiếp lấy. Một bóng người cao to lảo đảo đi vào tàng kinh các. Hắn một tay che ngực, một tay vịn tàng kinh các vách tường miễn cưỡng để cho mình không có đổ xuống trên lồng ngực của hắn thình lình cắm một thanh kim đao kim đao là lúc trước tâm cắm vào từ phía sau lưng xuyên ra máu tươi chính thuận kim đao không nổi chảy xuống trôi toàn bộ phía sau lưng đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sau lưng của hắn còn đeo một cây tử kim hỏa diễm thương một kiện cà sa đỏ thẫm quấn quanh ở trên mũi thương người đến không phải người khác chính là linh kiếm phái trưởng môn vong trần chân nhân hắn mặc dù giết kim đấu thắng Phổ Minh đại sư còn có dư hoài nhân ba vị hóa thần cao thủ, có thể chính mình cũng là bản thân bị trọng thương. Đặc biệt là Kim Đấu thắng trước khi chết phản công một đao kia, trực tiếp quán xuyên vong trần ngực. Võ hầu thấy thế liền vội vàng tiến lên đem nó đỡ lấy, một mặt ân cần hỏi han chuyện gì xảy ra, làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Ta không phải nói một khi không địch lại, lập tức lui vào trong trận. Vong Trần chân nhân cười thảm một tiếng nói người khác nhìn không ra võ sư huynh ngươi khó xử chẳng lẽ ta cũng nhìn không ra tới sao sư huynh yên tâm ta không sao giúp ta rút đao ra linh kiếm phái còn phải ta đứng ra chủ trì đại cục võ hầu nhíu mày quát đều bộ dáng này còn chủ trì cái gì đại cục ta lập tức thông chi dương thiên hóa tới giúp ngươi chữa thương vong trần chân nhân nắm chắc võ hầu cổ tay nói không những người kia nếu là biết ta bản thân bị trọng thương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ ta nhất định phải để bọn hắn biết muốn nuốt vào linh kiếm phái Tuyệt đối phải bỏ ra bọn hắn khó có thể tưởng tượng đại giới, chỉ có dạng này, bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Võ Hầu bỗng nhiên trùng Điệp thở dài nói, nếu không có Tiêu Vân đi Vạn Thúy Sơn trang, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận nói không chừng đã sớm thành. Đại trận một thành, tuy là Đông Thần Châu hóa thần đều tới, chúng ta cũng có thể đuổi cái đánh tan, làm sao đến mức chật vật như thế. Võ Hầu nói xong, lại liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt vong Trần, trùng Điệp thở dài nói, ai Ta nói những thứ vô dụng này làm gì? Trước giúp người chữa thương. Long thủ phong trên quảng trường, tất cả đỉnh núi thủ tọa chính dẫn theo một đám đệ tử bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả đỉnh núi thủ tọa đã phân phó. Chỉ cần lục đại phái người vừa hiện thân, lập tức liền sông đi lên giết địch. Dưới mắt chính là linh kiếm sinh ra chết tồn vong thời khắc, tất cả mọi người trước nay chưa có khẩn trương. Một chút gió thổi cỏ lay đều nhiễu tâm thần người không yên. Mọi người ở đây tâm thần bất định bất an thời điểm, một bóng người cao to xuất hiện ở trước mặt mọi người tất cả linh kiếm phái đệ tử mừng rỡ bọn hắn tất cả đều nhận ra người này hắn là linh kiếm phái trưởng môn vong trần chân nhân vong trần chân nhân mặc một bộ sạch sẽ gọn gàng đạo bào trên thân không nhuốm bụi trần sau lưng của hắn cõng một thanh kim đao một cây trường thương trên mũi thương còn chọn một kiện màu đỏ chót cà xa thân hình của hắn nguyên bản liền tương đối cao lớn giờ phút này đám người ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc càng thấy thân hình của hắn không gì sánh được vĩ ngạn hắn giống như là một cái cự nhân ngăn tại trước mặt bọn hắn vô luận khó khăn gì hắn đều có thể một vai nâng lên tất cả mọi người thật dài thở dài một hơi tất cả đỉnh núi thủ tọa đều nhận ra vong trần chân nhân phía sau binh khí chính hưng phấn muốn lên trước đáp lời long thủ phong trên không thậm chí chung quanh bỗng nhiên phong vân biến sắc võ hầu tại thời khác này đình chỉ chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển hàng ngàn hàng vạn tên lục đại phái đệ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai bên nhân mã bỗng nhiên đánh cái đối mặt, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đúng lúc này, vong trần chân nhân vung tay lên. Kim đao, tử diễm hỏa tiêm thương, cà sa đỏ thấm ba kiện pháp bảo binh khí đồng thời bay về phía giữa không trung phát ra hào quang trói sáng. Ánh mắt mọi người tất cả đều bị ba kiện này binh khí pháp bảo hấp dẫn. Vong trần chân nhân bỗng nhiên quát lớn, đầu đảng tội ác đã chu, linh kiếm phái đệ tử, theo ta cùng một chỗ, diệt địch. Giữa không trung, vong trần chân nhân tay nắm pháp quyết. Giữa thiên địa đại lượng lôi linh lực không ngừng ngưng tụ. Rất nhanh linh kiếm cử đi chống đi hiện từng tầng từng tầng nồng đậm lôi vân. Không đợi đám người kịp phản ứng, lôi vân ở trong bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng. Kết. Một đầu lôi điện màu tím ầm vang nổ vang, trực tiếp bổ vào lục đại phái đệ tử giữa đám người. Những này lục đại phái đệ tử căn bản không kịp phản ứng, mười mấy người tại chỗ bị đánh thành than cốc lục đại phái đệ tử trong nháy mắt loạn thành một bầy. Đúng lúc này, giữa không trung lại là một đầu màu tím nộ lôi rơi xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Lần nữa nổ tiếng lục đại phái đệ tử giữa đám người. Ngay sau đó, đạo thứ ba xét đánh. Đạo thứ tư, đạo thứ năm. Lôi đình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Trong chớp mắt liền có trên trăm đạo lôi đình rơi vào lục đại phái đệ tử trong trận doanh. Vẹn vẹn vong trần chân nhân một người, mấy hơi thở công phu liền đã giết chết hơn ngàn tên lục đại phái đệ tử. Vong Trần chân nhân đang không ngừng thôi động lôi đình giết địch. Bỗng nhiên cảm giác được ngực nóng lên, một cỗ như tê liệt đau đớn để hắn nhịn không được rên khẽ một tiếng. Điều khiển lôi đình thần thông cũng trong chốc lát đình chỉ. Vong Trần chân nhân nhíu mày cười khổ, lẩm bẩm nói, chỉ có thể làm đến dạng này sao? Hắn bất đắc dĩ thở dài, cắn chặt hàm răng rất đem cái eo ưỡn lên thẳng tắp nói linh kiếm phái đệ tử, giết địch linh kiếm phái các đệ tử đã sớm bị đè nén hồi lâu nhìn thấy vong trần chân nhân cường đại như thế thần thông pháp thuật mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào coi như đối phương có mấy danh hóa thần cao thủ thì như thế nào còn không phải như vậy chết tại trưởng môn chân nhân trong tay có trưởng môn chân nhân dẫn đầu bọn hắn thì sợ gì nếu như không phải lo lắng vong trần chân nhân thần thông pháp thuật không phân địch ta sớm đã có nóng vội đệ tử xông đi lên chém giết giờ phút này gặp vong trần chân nhân đình chỉ thần thông pháp thuật lập tức có đệ tử dẫn đầu xông tới. Trọng Thiên Viêm thân là linh kiếm phái tứ đại đệ tử, lúc này chính là một ngựa đi đầu. Hắn hét lớn một tiếng nói các sư đệ, cùng ta cùng một chỗ giết à. Nhất chúng liệt dương phong đệ tử nhao nhao hưởng ứng, riêng phần mình rút ra binh khí gia nhập chiến đoàn. Mặt khác ngọn núi các đệ tử cũng tại sư huynh dẫn đầu xuống sông vào trong đám người. Trong lúc nhất thời tiếng la giết rung trời, linh kiếm phái đệ tử bên này khí thế như hồng. Một bên khác lục đại phái các đệ tử lại là lòng người tan rã, không có chút nào nửa điểm đấu trí kim đao tử diễm hỏa tiêm thương cà sa đỏ thấm ba kiện pháp bảo còn tại giữa không trung tung bay đầu bọn hắn không nhận ra phái khác pháp bảo nhà mình đồ vật nhưng vẫn là nhận ra nghe được vong trần chân nhân trước đó nói đầu đảng tội ác đã chu bọn hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm vong trần chỉ là cái gì vừa mới lại trải qua vong trần trưởng môn khẽ đảo lôi đình oanh tạc những này lục đại phái các đệ tử đã không có tiếp chiến dũng khí gặp linh kiếm phái đệ tử đánh tới bọn hắn ngay cả phản kháng ý tứ đều không có trực tiếp quay đầu liền chạy lục đại phái bên trong không thiếu một chút nguyên anh trưởng lão nhìn thấy môn nhân đệ tử chạy trốn những nguyên anh này trưởng lão vội vàng lớn tiếng quát rừng nhưng hôm nay sĩ khí đã sụp đổ những đệ tử này nơi nào chịu nghe những nguyên anh này trưởng lão cũng chính là cách bọn họ bên người gần chút đệ tử không có cách nào chỉ có thể kiên trì đứng tại những nguyên anh này trưởng lão thân bên cạnh không có lập tức đào tẩu mặc dù bọn hắn không có trốn thật là cùng linh kiếm phái các đệ tử động tay thời điểm, đầu óc bên trong nghĩ lại không phải giết thế nào địch, mà là làm sao nghĩ biện pháp rút lui. Lục đại phái Nguyên Anh các trưởng lão thấy thế, cũng biết đại thế đã mất, riêng phần mình thở dài, chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, Thanh Mộc Phong thủ tọa Dương Thiên Hóa, Liệt Dương Phong thủ tọa Tần Võ Dương, Thần Kiếm Ngọn Núi thủ tọa Tạ Kinh Phong, Vô Trần Phong thủ tọa Cổ Thạch. Còn có trước đó thụ thương, trải qua một phen cứu chữa đã miễn cưỡng có thể hành động thủy nguyệt phong thủ tọa tĩnh chân sư thái nhao nhao đã gia nhập chiến trường bọn hắn đối với lục đại phái oán khí cũng không chỉ một ngày hai ngày vài chục năm nay linh kiếm phái khắp nơi ẩn nhẫn lục đại phái từng bước ép sát hôm nay cuối cùng đã tới đao binh gặp nhau thời điểm bọn hắn ẩn nhẫn nhiều năm oán khí hôm nay liền muốn tại trên thân những người này vung sạch sẽ nhìn thấy tất cả đỉnh núi thủ tọa gia nhập linh kiếm phái các đệ tử càng là sĩ khí tăng vọt Lục đại phái vô luận là nguyên anh cao thủ hay là đệ tử tinh anh tất cả đều bị giết thất bại thảm hại, chạy trối chết. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Linh kiếm phái núi Đầu Rồng đã là máu chảy thành sông. Mấy ngàn người chết tại trận này giữa chém giết. Mắt thấy lục đại phái đệ tử chạy tứ tán, linh kiếm phái đám người còn muốn truy sát, vong Trần chân nhân không phát không được hảo thi lệnh. Giặc cùng đường chớ đuổi, linh kiếm phái đệ tử không được đuổi theo ra linh kiếm phái phạm vi bên trong. Nghe được vong Trần trưởng môn hiệu lệnh, những này giết mắt đỏ linh kiếm phái đệ tử lúc này mới đình chỉ truy kích từng cái ngự kiếm phiêu phù ở linh kiếm cử đi không lớn tiếng gieo hò thắng lợi lấy phát tiết trong lòng phấn khởi chi tình phát tiết một trận đằng sau những đệ tử này tự giác tất cả đều lui trở về long thủ phong quảng tràng vong trần trưởng môn nhìn xem núi đầu rồng bên trên chân cụt tay đứt âm thầm thở dài trận chiến ngày hôm nay sợ là từ đây cùng lục đại phái triệt để trở mặt cũng không biết nương tựa theo lực lượng của mình có thể hay không bảo vệ được linh kiếm phái an bình Vong Trần Chân Nhân nghĩ đến cái này, nhịn không được lại thở dài. Đúng lúc này, Vong Trần Chân Nhân sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tĩnh Chân Sư Thái thanh âm. "Sư huynh thế nào? Vì sao liên tiếp thở dài?" Tĩnh Chân Sư Thái bởi vì có thương tích trong người, trùng sát một trận đằng sau, gặp địch nhân chạy trốn liền lui trở về. Gặp Vong Trần Chân Nhân đứng ở nơi đó một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề liền tới đáp lời. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là Chính mình cũng đi đến vong trần chân nhân phía sau, vong trần chân nhân lại còn không có phát hiện nàng vong trần chân nhân thương thế cực nặng vừa mới lại mạnh mẽ thôi động thần thông càng làm cho thương thế chuyển biến xấu nếu không phải vì phấn chấn sĩ si khí hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này bởi vậy tĩnh chân sư thái đến vong trần chân nhân một chút cũng không có phát giác nghe được tĩnh chân sư thái nói chuyện vong trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía tĩnh chân sư thái ân cần nói sư muội thương thế của ngươi tĩnh chân sư thái nhìn ra vong trần chân nhân sắc mặt không tốt lắm nàng nhíu mày hỏi ta không sao sư huynh ngươi thế nào sắc mặt của ngươi nhìn vong trần chân nhân cười khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì lúc này nhất chúng linh kiếm phái đệ tử đã bắt đầu hướng long thủ phong quảng tràng lui trở về tất cả đỉnh núi thủ tọa cũng đều đi tới vong trần chân nhân bên người tất cả đỉnh núi thủ tọa đang muốn tiến lên cùng vong trần chân nhân nói mấy câu một cái vốn không nên xuất hiện ở nơi này người lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt khương bạn nguyệt khổ khuôn mặt khiêng lê băng nhạn từng bước một hướng phía đám người đi tới đi tại trước mặt hắn là tiểu trúc phong ôn tình mà ôn tình sau lưng tựa hồ cũng cõng một người các loại đi tới gần mọi người mới phát hiện ôn tình sau lưng cũng không phải là cõng một người người kia là dựa vào tại ôn tình trên thân nàng phi thường thân mật ôm ôn tình vòng eo từng bước một đi theo phía sau của nàng bởi vì áp sát quá gần này mới khiến người thoạt nhìn như là ôn tình cõng một người tĩnh chân sư thái nhìn thấy ôn tình đằng sau trong lòng vui mừng trên mặt lại là bày ra một bộ sư bá uy nghiêm nói. Ôn tình, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Có biết hay không ngươi sư tôn còn có ngươi sư đệ tiêu vân đang khắp nơi tìm ngươi? Trọng thiên viêm xem xét sư muội ôn tình trở về, vui vẻ tựa như cái 200 cân hài tử. Hắn hấp tấp nghênh đón tiếp lấy cười ha hà nói. Sư, 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 sư muội Ngươi, 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 ngươi chừng nào thì trở về. Vậy, vậy, không cho ta biết một tiếng, Ôn Tình có chút lúng túng hướng về phía Trọng Thiên Viêm nhẹ nhàng gật đầu, "Có lỗi với Trọng sư huynh, để cho người lo lắng." Trọng Thiên Viêm cười khúc khích gãi cái ót, "Không, cái này không có." Dạ nửa ngày, Trọng Thiên Viêm cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Cuối cùng chỉ là sự ở nơi đó cười ngây ngô. Đúng lúc này, một cái thanh âm kiều mị không đúng lúc vang lên, con cóc ghẻ cũng nghĩ ăn thịt thiên nga. Nhanh lên lau lau nước miếng của ngươi đi, đều muốn chảy trên mặt đất. Mặc dù Thu Yên Nhu mặc dù là tại mỉa mai trọng thiên viêm, nhưng nàng thanh âm kiều mị động lòng người, để cho người ta nghe cũng rất khó đối với nàng phát cáo. Trọng thiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía ôn tình phía sau Thu Yên Nhu. Nàng chỉ là cùng Thu Yên Nhu sóng mắt nhìn nhau một chút, trọng thiên viêm chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Lại xem xét nữ tử này cách ăn mặc. Trọng thiên viêm càng là mặt đỏ tới mang tai. Nữ tử này người khoác một bộ màu hồng lụa mỏng, lụa mỏng phía dưới che một kiện màu đỏ áo ngực xuyên thấu qua hơi mờ xa y có thể thấy rõ ràng nàng cái kia xa tanh một dạng bóng loáng da thịt còn có cái kia miêu tả sinh động đầy đặn nàng thiếp thân váy lụa hai bên mở ra cao cao khe hở cơ hồ đã đạt bẹn đùi trắng noãn nở nang đùi như ẩn như hiện to gan như vậy ăn mặc trọng thiên viêm còn là lần đầu tiên gặp trọng thiên viêm theo bản năng nuốt ngụm nước miếng hắn mặt mo đỏ ửng cưỡng ép cúi đầu không nhìn tới nàng hắn phát hiện nữ tử này dựa thật sát vào ôn tình trên lưng hai cánh tay nắm cả ôn tình vòng eo. Trọng thiên viêm cho là nàng là vừa vặn chiến đấu thụ thương, liền cúi đầu nói ra, cô nương có thể cần hỗ trợ. Thu Yên Nhu ủy oải nói, ngươi cút sang một bên chính là giúp đại ân. Trọng thiên viêm không nghĩ tới nữ nhân này nói chuyện như thế không khách khí, dù là trọng thiên viêm tính tình không sai, lúc này cũng không nhịn được nhíu mày đến. Ôn tình biết rõ Thu Yên Nhu thủ đoạn tàn nhẫn. Nghe ra giọng nói của nàng bất thiện, ôn tình lo lắng hai người phát sinh tranh chấp vội vàng an ủi trọng thiên viêm nói trọng sư huynh ngươi đừng nóng giận trọng thiên viêm vốn là muốn sinh khí có thể ôn tình vừa nói như vậy hắn cái gì khí cũng đều tiêu tan đang muốn cùng ôn tình hàn huyên vài câu chợt phát hiện ôn tình sắc mặt trắng bệch thân thể run nhè nhẹ tựa hồ đang sợ cái gì trọng thiên viêm lập tức hỏi sư sư muội ngươi thế nào ôn tình muốn nói lại thôi cuối cùng mở miệng nói ta không sao tĩnh chân sư bá bên kia gọi ta đâu trọng sư huynh bảo trọng ôn tình nói xong vội vã lôi kéo thu yên nhu vượt qua trọng thiên viêm đi hướng tĩnh chân sư thái chỉ để lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trọng thiên viêm bảo trọng bảo trọng là ý gì trọng thiên viêm không hiểu gãi gãi đầu ôn tình đi vào tĩnh chân sư thái trước mặt lập tức mở miệng hỏi tĩnh chân sư bá ngài nói sư đệ ta còn có sư tôn ngay tại tìm ta khắp nơi tĩnh chân sư thái khẽ nhíu mày không có trả lời ôn tình lời nói ngược lại chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua ôn tình liền đem ánh mắt rời đi ánh mắt của nàng cuối cùng dừng lại tại thu yên nhu trên thân tĩnh chân sư thái đem mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói ôn tình phía sau ngươi người kia là ai ôn tình nao nao vội vàng thấp giọng nói một một người bạn bằng hữu tĩnh chân sư thái chân mày nhíu chặt hơn hỏi tiếp thân là nữ tử mặc thành dạng này còn thể thống gì ngươi sư tôn ngày bình thường chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết hạng người gì không thể làm bằng hữu sao ôn tình trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được chính không biết nên giải thích như thế nào thời điểm thu yên nhu bỗng nhiên cười khanh khách nói hảo muội muội ta có chút nhịn không được muốn giết người đâu thu yên nhu lời này mặc dù là cười nói có thể ôn tình biết nàng tuyệt đối không phải nói đùa ôn tình sắc mặt trắng bệch đang muốn mở miệng ngăn cản chỉ thấy trưởng môn chân nhân vong trần bỗng nhiên cười tiến lên ngăn tại tĩnh chân sư thái trước mặt nói sư muội phàm là không thể chỉ nhìn bề ngoài vị cô nương này làm sao mặc áo là tự do của nàng chúng ta không có quyền can thiệp lại càng không nên tùy ý bình phán tĩnh chân sư thái mặc dù trong lòng không quá tán đồng vong trần trưởng muôn lời nói nhưng nàng cũng phản bác không được chỉ có thể gật gật đầu không nói nữa vong trần trưởng muôn không để ý đến ôn tình cùng thu yên nhu mà là nhằm vào lấy thu yên nhu sau lưng tư giao cung nhị cung chủ khương bạn nguyệt chắp tay cười nói khương nhị cung chủ nếu chuyện hôm nay đã tạm thời đi qua ngươi lại vì sao muốn trở về hẳn là nhất định phải cùng ta kiếm cái ngươi chết ta sống phải không khương bạn nguyệt cười khổ lắc đầu trong lòng thầm mắng ai muốn về đến nếu không phải bị nữ nhân này bức hiếp chính mình đã sớm rời đi linh kiếm phái hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy vong trần là như thế nào giết chết kim đấu thắng đám người nhưng là hắn lại thấy được kim đấu thắng kim đao dư hoài nhân tử diễm hỏa tiêm thương phổ minh đại sư cả xa binh khí pháp bảo đều bị vong trần chiếm ba người này sợ là giữ nhiều lành ít vong trần đánh ba đều có thể giết ba cái đơn đà độc đấu chính mình lại thế nào có thể là đối thủ khương bạn nguyệt thở dài nói vong trần trưởng môn không nên hiểu lầm ta đến cũng không phải là cùng vong trần trưởng môn là địch ta chỉ là ngẫu nhiên gặp vị tiên tử này muốn giúp nàng một điểm nhỏ bận bịu mà thôi khương bạn nguyệt ánh mắt rơi vào thu yên nhu trên thân vong trần lúc này cũng không nhịn được thuận khương bạn nguyệt ánh mắt nhìn về phía thu yên nhu vong trần chân nhân một chút suy nghĩ bỗng nhiên cười hỏi thu cô nương trước đó nghe ngươi nói lên là tìm đến tiêu vân không biết cô nương tìm đến tiêu vân không biết có chuyện gì Tĩnh chân sư thái nghe chút cái này quần áo không bị kiềm chế nữ nhân muốn tới tìm học trò cưng của mình Tiêu Vân, lỗ tai lập tức dựng lên. Lại nghe được Thu Yên Nhu mị thanh cười nói, chính là muốn gặp một lần mà thôi, nếu là nhìn xem thuận mắt lời nói đem hắn mang đi, nếu là không thuận mắt. Thu Yên Nhu hơi dừng một chút, bỗng nhiên một mặt cười xấu xa nhìn xem Ôn Tình nói, nếu như thấy ngứa mắt, liền trực tiếp giết hắn. Ôn Tình thân thể run lên, vội vàng hướng về phía vong Trần chân nhân liên tục hành lễ nói, có lỗi với trưởng môn chân nhân. Phiền phức ngài hỗ trợ nói cho sư tôn, tình nhi bất hiếu, không có khả năng hầu hạ tại nàng lão nhân ra bên người. Cũng nói cho tiêu sư đệ, để hắn hảo hảo tu luyện, hắn tương lai nhất định sẽ so tất cả mọi người lợi hại, tuyệt đối không nên bởi vì là tạp linh căn mà coi thường chính mình. Nói xong, ôn tình lập tức quay người lôi kéo Thu Yên Nhu tay liền muốn hướng linh kiếm phái bên ngoài đi. Tĩnh chân sư thái bỗng nhiên lạnh giọng quát, chờ một chút, ôn tình, ngươi muốn đi đâu? Ôn tình bước chân dừng lại, quay đầu lại hướng lấy tĩnh chân sư thái thi lễ một cái nói tĩnh chân sư bá còn xin ngài đừng hỏi nữa đệ tử lấy đi tĩnh chân sư thái trầm mặt tức giận nói đi ngươi thân là linh kiếm phái đệ tử không ở lại linh kiếm phái ngươi muốn đi đâu ngươi có biết hay không ngươi sư tôn cùng tiêu vân ngay tại khắp thế giới tìm ngươi nghe được sư tôn cùng tiêu vân đang khắp nơi tìm nàng ôn tình trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt nàng cố nén không để cho nước mắt rơi bên dưới nước nở nói tĩnh chân sư bá phiên phúc ngài chuyển cáo sư tôn ta còn có tiêu sư đệ nói cho bọn hắn ta rất tốt để bọn hắn không cần lo lắng cho ta nói xong ôn tình lôi kéo thu yên nhu tay liền muốn rời khỏi tĩnh chân sư thái lại là nghiêm nghị quát dừng lại ta đồng ý để cho ngươi đi rồi sao tĩnh chân sư thái chậm rãi đi đến ôn tình bên người nàng bắt lấy ôn tình cổ tay một chút xíu đem ôn tình kéo đến bên cạnh mình tĩnh chân sư thái gần từng chữ có lời gì chính ngươi đối bọn hắn đi nói ngươi đang sợ cái gì ai uy hiếp ngươi có ta cùng trưởng môn chân nhân tại cái này chẳng lẽ còn không gánh nổi ngươi tĩnh chân sư thái lúc nói chuyện con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thu yên nhu